Ok, thầy xin chào tất cả các con. Thế uh, Duy ơi, hôm nay con không phải làm bài kiểm tra à? Hay thế nào? Duy ơi, hôm nay con không phải làm bài kiểm tra à? Có, có thầy ạ. Có thế là vừa vừa bật vòng học vừa làm bài thi kiểm tra hóa. Con không thay máy thầy ạ. Ôi trời. Tăng cấp, cấp thầy ạ. Không thì nhưng mà tạm thời chắc là tắt tiếng như vậy, tắt tiếng của vâng ạ. học tắt tiếng phòng học đi nó không nó ảnh hưởng đến cái việc thi cử nhá à, có không không phải thi cử tra, đây là, là kiểm tra đây, à. kiểm tra hệ số một đây ạ à. thì kiểm tra thì nó cũng là thi chứ còn gì nữa <cười> <Đúng> <cười> à. ok à, thầy xin chào Vi Anh chào bạn Thảo với chào bạn Chip nhá hôm nay lớp chúng ta là có thêm bạn là bạn Thảo thành viên mới của lớp chúng ta được chưa nào bạn Thảo là hiện tại là cũng đang học khối 8 bạn ấy học ở trường Trần Đăng Ninh Uh, thì uh, bạn Thảo lát nữa hỏi thử xem xem là bạn uh, với bạn Duy, với bạn Bin nữa Không biết là các con có học cùng lớp với nhau không hay là uh, có biết lớp nhau không Tức là cùng ở trường Trần Đăng Ninh <laughs> để chưa nào Rồi, nghỉ ngơi thêm một vài phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá Đúng 8 giờ chúng ta sẽ bắt đầu nay là bạn duy thì thi này bạn uh, bách thì uh, xin phép vào muộn một chút Rồi ok, đúng 8 giờ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn vào sau thì các bạn sẽ học xong. Đúng giờ chúng ta học thôi, được chưa nào? Rồi ok, thầy bây giờ sẽ chia sẻ màn hình ngay bây giờ đây. Rồi thầy yêu cầu tất cả các bạn bật cam cho thầy nào. Thầy yêu cầu tất cả các con lại bật cam lên cho thầy nào. Ui rồi ôi bạn Duy ơi, trông cái quả 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 ấy của bạn trông ghê quá đấy, sợ quá đấy. <laughs> rồi, tất cả đã sẵn sàng chưa? <laughs> rồi, bạn chip, bật cam lên cho thầy đi. Bạn bách thì bạn ấy xin vào muộn một chút, còn bạn pin thì vẫn chưa thấy vào. Bạn pin là uh, hôm nay vào chắc hơi muộn rồi. Rồi, thì bây giờ thống nhất là như thế này nhá. Như vừa rồi như vậy rõ ràng là các con mới kiểm tra bài dự kỳ xong cách đây độ một tuần. Bạn nào mà thi xong sớm hơn thì cỡ độ 2 tuần. Vậy thì bây giờ ấy là chúng ta sẽ vào cái vào cái chiến dịch mới đó là ôn thi để làm cái bài thi cuối kỳ 1 Tại sao lại như vậy? Thì thực tế là như thế này này. Đối với phần đại số thì các con học giúp trợ học cho thầy là cái hai cái phần đó là hàng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử thì đấy cũng là hai phần quan trọng nhất của học kỳ 1, phần đại số rồi. Thế còn phần hình học thì chúng ta sẽ phải tổng ôn lại từ đầu, gồm bắt đầu thế nào là tứ giác. Tứ giác biến đổi sang đó là thành hình thang. Hình thang là như thế nào nhỉ? Là một tứ giác. Ở đây phần này là thầy chưa yêu cầu viết tiếp gì nhá. Các con lại lắng nghe thôi. Thế thì uh, tứ giác là hình có bốn đỉnh, bốn cạnh, bốn góc và nói đến tứ giác ấy thì chúng ta có một cái định lý quan trọng đó là tổng bốn góc trong một tứ giác luôn luôn bằng 360 độ, không thay đổi. Nó cũng tương tự như là trong tam giác thì tổng ba góc trong tam giác là bằng 180 độ, được chưa nào? Thế thì sau khi học tứ giác xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái hình đầu tiên mà chúng ta cần phải ghi nhớ liên quan đến phần tứ giác ấy, đó là hình thang. Hình thang là hình như thế nào? Là một tứ giác đặc biệt có một cặp cạnh đối song song với nhau, nhớ nhá, là tứ giác có một cặp cạnh đối song song với nhau. Thế thì ở đây người ta sẽ Nào, các con bình tĩnh này. Phần này lắng nghe thôi. Nói chung là những cái này thì đã đều học qua hết rồi, thầy cũng dạy khá là kỹ rồi. Thế thì tứ giác này, đầu tiên là tứ giác nhá. Đấy. Sau đó là nó sẽ tiến hóa lên là thành hình thang. Hình thang là hình như sau, là hình mà có một cặp cạnh đối song song với nhau. Được chưa nào? Nhớ cho thầy nhá. Một cặp cạnh đối song song với nhau. Vậy thì trong trường hợp này, thầy xin lấy tên của nó là ABCD cho dễ gọi. Cái này các con sau khi nghe giảng xong có thể là viết thật nhanh lại trong vở để nó là ôn tập, cái này là cách ôn tập trực quan nhìn nhọc, nhìn nhanh nhận, nhanh nhất có thể. Thì trong trường hợp này tứ giác ABCD là có hai cạnh AB và CD song song với nhau được chưa nào thì bản thân thì bình thường như ở đây thì đây là chính là cặp cạnh đối này nhưng khi hai cái cặp cạnh có cái cặp cạnh này nó đã đối nhau rồi ấy, mà song song với nhau ấy thì người ta gọi tên hai cái cạnh này là hai cạnh đáy các con nhớ cho thầy nhé đây là đáy này và cái dưới này cũng là đáy này thế còn hai cạnh còn lại không phải là cạnh đáy thì được gọi là cạnh bên như vậy trong trường hợp này là cạnh bên ad và cạnh bên BC nhá. Được chưa nào? Hai cạnh bên hai bên này. Đấy, để người ta phân biệt ra thế nào là đáy, thế nào là cạnh bên. Thì người ta sẽ định nghĩa trở lại chính xác như sau. Hình thang là một tứ giác có hai cạnh đáy song song với nhau. Hai cạnh bên là AD và BC, không có cái gì đặc biệt cả. Được chưa nào? Thế thì từ đây ý, sau khi chúng ta đã biết được khái niệm về tứ giác rồi thì chúng ta sẽ có một số dạng bài tập liên quan đến nó con có biết nó là như nào không? Nhắc lại luôn cho nhanh nhá. Sau đó là rèn luyện trong quá trình làm bài tập sau. Thế thì nói đến tứ giác này này, nói đến hình thang này này, tứ giác thì chỉ có bài tập liên quan đến đó là định lý tổng bốn góc thôi. Tổng bốn góc trong một tứ giác luôn luôn bằng 360 độ này. Đấy là bài tập liên quan đến đến góc. Còn từ tứ giác chuyển sang hình thang thì chúng ta có những dạng bài tập như sau. Nghe nhá. Thứ nhất là hình thang này thì nó suy biến ra thành hai dạng hình, một là hình thang cân và hai là hình thang vuông. Hình thang cân và hình thang vuông. Thế hai cái này thì thầy sẽ nói cái định nghĩa nó sau. Thế thì với bởi vì là nó có nhiều dạng hình như thế này cho nên là lượng bài tập của nó cũng phong phú hơn rất nhiều. Cụ thể như sau. Ví dụ như là người ta yêu cầu các con tính góc. Tính góc A, góc B, góc C gì đó liên hệ với nhau như thế nào? thì trong trường hợp này thầy lưu các con này. Đối với hình thang ấy thì chúng ta có vì cạnh đáy AB song song với cạnh đáy CD nên ta sẽ có được các tính chất của hai đường thẳng song song. Và các tính chất của hai đường thẳng song song này là như thế nào nhỉ? Các con còn nhớ không? Sẽ có cặp góc như thế nào? Đồng vị này bằng nhau này, cặp góc so le trong bằng nhau này, cặp góc ở vị trí trong cùng phía. Trong cùng phía thì thầy không nhớ lắm, thầy tự hỏi thảo xem nào. Thảo trả lời giúp thầy xem là cặp góc trong cùng phía thì sao? Có tính chất gì? Rồi là có góc trong cùng phía có tổng bằng 180 độ. Rồi, chính xác luôn. Thầy kiểm tra qua một tí thôi. Như vậy là nói đến đường thẳng AB và CD song song với nhau như thế này này. Thì chúng ta sẽ có được hai cặp góc trong cùng phía. Đó là góc A với góc D là cặp góc trong cùng phía thứ nhất. Được chưa nào? Góc B và góc C là cặp góc trong cùng phía thứ hai. Như vậy là ta sẽ có được như sau. A cộng D luôn luôn bằng B cộng C và bằng 180 độ. Đấy. Như vậy dựa trên cái này này thì người ta sẽ có một số bài tập người ta yêu cầu các con tính góc thì chúng ta có cái mối liên hệ này thì cũng là đủ để tính rồi. Được chưa nào? Đặc biệt hơn một tí thì chuyển sang hình thang cân thì hình thang cân là hình như thế nào? thì đúng định nghĩa người ta định nghĩa như sau. Được chưa nào? Hình thang cân là hình thang trước đã là hình thang trước đã nhé. Có hai góc kề một đáy bằng nhau và cụ thể trong trường hợp này là các con phải thêm cho thầy một điều kiện là hai góc kề một đáy bằng nhau. Cụ thể đó là góc D bằng góc C. Đây này, hai cái góc này là hai góc kề một đáy này. Thấy chưa vẽ hình lại nhá? Thì cái góc D và góc C này là hai góc cùng kề với đáy DC nên được gọi là hai góc cùng kề một đáy. Vậy thì nếu hình thang cân mà có cái tính chất này, có cái đặc điểm này này là hai góc d và góc c bằng nhau thì chúng ta đủ điều kiện kết luận đây là hình thắng cân được chưa được chưa nào đấy là một nhá dấu hiệu nhận biết thứ hai thầy xin mời vi anh nhắc giúp thầy xem nào dấu hiệu nhận biết hình thắng cân thứ hai đó là gì vi anh giúp thầy à, con nghe thấy cái câu hỏi của thầy chưa thầy hỏi rằng như sau hình thăng cân thì dấu hiệu nhận biết thứ hai của hình thăng cân là như thế nào cái gì hả <laughs> vì anh ơi máy của con bị sao vậy chắc máy của bạn vi anh có vấn đề rồi OK, thầy xin mời bạn, thầy xin mời bạn Chip là nói giúp cho thầy xem hình thăng cân là cái dấu hiệu nhận biết hình thăng cân là gì. Bạn Chip ơi, bạn Chip ơi, bạn Chip cho thầy hỏi là dấu hiệu nhận biết hình thăng cân thứ hai là gì? <laughs> bạn Chip có nghe được câu hỏi của thầy không ạ? Ok mày cho không bật được mic thì thì uh, trả lời bằng bằng lời à, bằng bằng viết xem nào. Dấu hiệu nhận biết hình thăng cân là gì? Con có nhớ không? Bạn chip có thể trả lời được cho thầy là dấu biết nhận nhận biết hình thăng cân là gì không? Nào, hình thăng cân là hình như thế nào? bạn chip ơi bạn bin trả lời giúp thầy nào bạn bin cho thầy hỏi là dấu hiệu nhận biết hình thăng cân là gì Các con cho thầy hỏi là không biết là các con có có nghe được mic của thầy không? À, thầy xem nào. Bạn Thảo ơi, bạn Thảo cho thầy hỏi là con con còn nghe được tiếng của thầy không? Có. Có à? Sao các bạn còn lại này có vấn đề mạng hay thế nào nhỉ? Bạn Vi Anh cho thầy hỏi là dấu hiệu nhận biết hình tăng cân thứ hai là gì? bạn Vi Anh ơi, dạ. Con cho thầy hỏi là dấu hiệu nhận biết hình thang cân thứ hai là gì? Thầy vừa chỉ ra cho con rồi. Hình thang cân mà có một, có hai góc kề một đáy bằng nhau thì đấy là hình thang cân. Thế, Thế còn dấu, là... với, với dấu hiệu thứ hai là gì ạ? Hình thang có hai đường chéo bằng nhau ạ. À? Rồi chính xác là hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì chúng ta cũng đủ điều kiện kết luận đấy là hình thang cân các con nhá Nhớ cho thầy này. Có một chú ý. Đó là hình thang nếu có hai cạnh bên bằng nhau thì không được nhận diện đó là hình thang cân. Nhớ chưa cả lớp? Cả lớp nhớ nhá. Bạn Thảo nghe thầy vừa nói cái câu vừa rồi, bạn Thảo có 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 đồng ý với thầy là cái thầy khẳng định như thế này này. Hình thang mà có hai cạnh bên bằng nhau, chúng ta không đủ điều kiện để kết luận đó là hình thang cân. Bạn Thảo có đồng ý với thầy không ạ? Có ạ. Vì sao? Thảo có thể giải thích cho thầy với các bạn còn lại nghe một chút được không? Ừ, bởi vì hình thang có hai cạnh bên bằng nhau còn là hình bình hành. Nó còn một trường hợp nữa, đó chính là hình bình hành. Như vậy thì chúng ta không thể nhận diện thông qua cái đặc điểm này. Cái đặc tính này nó chính là tính chất của hình thang cân đấy các con nhé. Nếu là hình thang cân thì có hai cạnh bên bằng nhau. Còn hình thang có hai cạnh bên bằng nhau tuyệt đối không được nhận diện đó là hình thang cân cả lớp nhớ cho thầy đấy. Còn về phần hình thang vuông thì đơn giản định nghĩa như sau. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Và bài tập về hai cái phần này này thì nói chung là ở lớp thì thầy đã ôn tập cũng tương đối rồi. Tất nhiên trong kỳ thi vào kỳ thi học kỳ 1 ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập nữa, được chưa nào? Rồi, vậy thì cái phần về nói về hình thang thì thầy tạm thời dừng lại ở đây. Bây giờ chuyển sang phần hình bình hành quan trọng hơn rất nhiều. Thì phần hình hình bình hành bởi vì nó quan trọng nên hôm nay thầy sẽ chứng minh lại toàn bộ các dấu hiệu nhận biết của hình bình hành nhá. Chứng minh lại toàn bộ dấu hiệu nhận biết của hình bình hành. Thì các con ghi đầu bài cho thầy như sau. Tổng ôn. Tổng ôn về hình học. Được chưa nào? và cái nội dung đầu tiên hôm nay thầy muốn nhắc đến đó là liên quan đến hình bình hành. Còn toàn bộ những cái phần đằng trước đó là về định nghĩa về tứ giác, định nghĩa về hình thang cân, hình thang vuông thì tất cả những cái đấy thầy đã dạy rất là kỹ phần trước rồi. Thế thì ở đây trong lớp chỉ có mỗi bạn Thảo là chưa được thầy dạy về cái đấy thôi. Thì bạn Thảo nếu phần đấy mà con cảm thấy chưa thật sự chắc chắn ấy thì con hỏi riêng thầy được không nào? Thế còn đâu cả lớp ấy thì được thầy dạy cái đấy rất là kỹ rồi nên thầy sẽ không không nhắc lại cái phần đấy nữa rồi như vậy thì cái phần đầu tiên thầy muốn nhắc đến đó là hình bình hành vậy thì hình bình hành đơn giản được định nghĩa là như sau nhé đầu tiên là thầy sẽ vẽ một cái hình bình hành ra trước Các con tranh thủ vẽ hình luôn cho thầy nhé. Hình bình hành trong trường hợp này thầy lấy gọi tên nó là hình bình hành ABCD. Thì cái đầu tiên các con phải ghi nhớ giúp cho thầy này, đó, đó chính là định nghĩa. Nói đến một hình ấy, thì chúng ta phải nhớ cho thầy ba cái đặc điểm. Một, thế nào là định nghĩa? Thứ hai, là các tính chất và thứ ba đó là các dấu hiệu nhận biết của cái hình đó thì trong trường hợp này cái đầu tiên của chúng ta gạch đầu dòng đó chính là định nghĩa của nó vậy thì ở đây ý, cũng là thầy dạy rồi bây giờ thầy thử hỏi xem là thảo trình bày lại giúp cho thầy xem định nghĩa hình bình hành là gì nào theo ý của hiểu của con thôi không cần phải trình bày đúng hay trong sách giáo khoa hình bình hành là hình như thế nào hiểu như nào nói như vậy ừ. Hình bình hành là hình có các cạnh đối song song. Các cạnh đối. Rồi ok. Thế thì bây giờ thầy hỏi Thảo thêm một câu nữa đó là các cạnh đối thì liệu trong cái hình này nó có mấy cặp cạnh đối tất cả? Ờ, có hai. Rồi, chính xác là có hai là bởi vì như sau. Hình bình hành thực tế nó chính là một tứ giác đặc biệt. Nhớ cho thầy nhá Là một tứ giác đặc biệt. Có hai cạnh đối song song với nhau được chưa nào bởi vì sao lại là có hai cặp cạnh đối song song với nhau là sở dĩ như sau trong trường hợp này thì abcd của chúng ta được gọi là hình bình hành là bởi vì nó có ab là cạnh thứ nhất song song với cạnh đối của nó là cạnh cd đấy là cặp cạnh đối thứ nhất cặp cạnh đối thứ hai đó là ad cũng phải song song với bc như vậy nếu một tứ giác mà có hai cặp cạnh đối song song với nhau như thế này thì đây chính là định nghĩa của hình bình hành được chưa nào vậy thì thầy sẽ viết lại thật nhanh như sau nhé nếu các con cảm thấy là chúng ta cần viết lại thì viết còn nếu các con nhớ rõ ràng rồi thì không cần viết cũng được vậy định nghĩa của nó như sau hình bình hành bản chất là hình thang đặc biệt là hình thang đặc biệt có hai cạnh bên song song với nhau. Tại sao thầy lại có cái định nghĩa nó khác sách giáo khoa như thế này? Thực tế thì đây chính là bản chất của cái hình bình hành. Các con nhớ nhá, đây chính là bản chất của mình, hình bình hành là bởi vì như sau khi mà chúng ta học về hình thang rồi ý, thì hình thang như thế này này đúng chưa hình thang có phải như thế này không thế thì ở đây bản thân nó đã có là ab song song với cd sẵn rồi ab song song với cd sẵn rồi Thế nhưng chính vì là nó có nó bảo rằng này, các con nhìn này, là hình thang đặc biệt có cạnh bên song song với nhau, được chưa nào? Có hai cạnh bên ở đây là thầy xin lỗi, đây thầy thiếu mất từ số 2. Có hai cạnh bên song song với nhau. Thế thì khi học về hình thang thì các con nhớ cho thầy này, rõ ràng là người ta đã nói rất rõ rồi, là AD và BC là hai cạnh bên. Vậy thì bây giờ nếu thêm điều kiện AD song song với BC nữa như vậy lập tức trở thành tứ giác này có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Vậy có đúng theo định nghĩa trong sách giáo khoa không các con? Đúng không? Có đúng không nào? Cả lớp. Cả lớp xác nhận giúp cho thầy xem liệu là cái này thêm đúng là hai cạnh bên ADBC song song với nhau nữa. Vậy nó có phải trở thành đúng là giống hệt như là sách định nghĩa sách giáo khoa không? Nào. Vậy thì nó sẽ trở thành như thế này này. Đấy. Và bây giờ ta sẽ có được là ABCD như bây giờ đây. Được chưa nào? Như vậy định nghĩa của nó là thứ nhất các con có thể viết lại là hình bình hành bản chất chính là hình thang đặc biệt có hai cạnh bên song song với nhau. Xuống dòng có thể viết lại như sau. Là tứ giác có hai cặp cạnh hai cặp cạnh đối song song với nhau được chưa nào nó còn định nghĩa nữa là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song với nhau được chưa <laughs> rồi đây là phần đầu tiên đó là định nghĩa thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ đơn giản là như thế này thôi các con có thể nhớ cho thầy là là hình thang đặc biệt có hai cạnh bên song song với nhau hoặc là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song với nhau nhớ cái nào cũng được nó đều là một hết được chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai đó là tính chất của hình bình hành các con viết giúp cho thầy là hai la mã tính chất nói đến tính chất của hình bình hành ấy thì chúng ta sẽ có A, B, C, Được chưa nào? Nói đến tính chất của hình bình hành thì chúng ta có bốn tính chất tất cả. Có bốn tính chất. Bây giờ kiểm tra lại một chút. Thầy xin mời Vi Anh đọc giúp cho thầy lại nêu lại cho thầy tính chất đầu tiên nào. Có thể không cần con không cần phải là đúng theo thứ tự nhá. Cái nào con thích thì con đọc trước cũng được. Thầy sẽ hỏi lần lượt các bạn còn lại. Có bốn tính chất thì tính chất đầu tiên con muốn nêu ra là cái gì? Có các cạnh đối bằng nhau ạ. Có các cạnh đối bằng nhau. Rồi nhất trí. Là hình có các cạnh đối bằng nhau chính xác có tính chất này rồi thầy xin mời bạn uh, Chip nào. Bạn Chip bị hỏng mất mất uh, mic thì bạn Chip uh, tự, uh, bà, chat cho thầy xem xem là tính chất của hình bình hành có tính chất gì. Nó có bốn cái tất cả, bây giờ thầy yêu cầu con viết giúp cho thầy một cái ra nhanh. Bạn Chip nhanh lên. Bạn Bin chuẩn bị uh, một tính chất tiếp theo nhá. Bạn chip có trả lời được thầy không? Nào, thế con trả lời cho thầy đi, con đánh đánh chữ ra. Bởi vì cái mic của con nó có vấn đề nên con đành phải đánh chữ vậy. Con đánh giúp cho thầy xem nào. Một tính chất của hình bình hành mà nhớ là tính chất này phải khác tính chất của bạn Vi Anh đã 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 đưa ra cho thầy nhá. Có hai cặp cạnh đối song song. Rồi nhất trí, chính xác. Bạn Chip bạn đã comment cho thầy rồi. Đó là đó là có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Chính xác, có tính chất này. Rồi thầy xin mời bạn Bin nào, bạn Bin cho thầy tính chất tiếp theo nào. Ok thầy cảm ơn bạn chip bạn chip bạn uh, comment cho thầy chính xác rồi ạ Thầy xin mời bạn pin hãy trả lời giúp cho thầy tính chất số 3 là gì nào Bạn Thảo uh, chuẩn bị cho thầy tính chất cuối cùng nhé Bạn pin ơi Em đeo, em nghe giọng thấy cứ bị rè Bị rè đâu Bây giờ con thử xác nhận xem là các bạn còn lại nghe trong lớp có bị rè đâu dè này là chắc chắn là do máy của con rồi đã, À thế em xin đọc, đọc trả lời đó chính là uh, Tính chất tiếp theo Con phải nhìn nhá Ở đây là hai bạn trước đã liệt kê ra hai tính chất ở trên này rồi Đây Thứ nhất là có cặp cạnh đối bằng nhau này Thứ hai là có hai cặp cạnh đối song song với nhau này vậy chúng ta còn hai tính chất nữa vậy bây giờ con có thể lựa chọn một trong hai cái đấy con đọc lên giúp thầy ạ ừ. có các góc đối bằng nhau à có các góc đối bằng nhau thì trong trường hợp này nói chính xác hơn là có các cặp góc đối bằng nhau thầy ghi nhận rồi cả trả lời của con như thế là ok rồi chấp nhận được được, được chưa nào rồi thầy cảm ơn bạn bin nhá rồi thầy xin mời bạn Thảo nào trả lời giúp cho thầy cái cuối cùng nào Tính chất cuối cùng Tính thầy là có Hai đường cháu cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Dạ chính xác rồi Ok thầy cảm ơn tất cả các con Như vậy là các con phải nhớ tất cả những cái này cho thầy nhá Ít nhất là phải liệt kê ra được các tính chất đã Thế còn cái việc áp dụng vào bài tập ý, Thì chúng ta sẽ được luyện tập thêm vào trong các cái bài Thầy sẽ cho ôn tập từ bây giờ cho đến lúc thi Học kỳ 1 Rồi thầy cảm ơn tất cả các con Bây giờ các con hãy hoàn thiện tất cả các tính chất này vào trong vở giúp cho thầy lại một lần nữa vì bây giờ thầy sẽ đi chứng minh lại tất cả những tính chất này cái thứ ba là có hai cặp góc đối cặp góc đối bằng nhau là của bạn pin này và tính chất cuối cùng của bạn thảo là có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường được chưa nào OK, thầy xin cảm ơn bạn Thảo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chứng minh cụ thể bốn tính chất này. Rồi các con ghi nhanh giúp cho thầy những cái này đi, để chúng ta sẽ đi vào chứng chứng minh nào? Thứ nhất, trong trường hợp này chúng ta có bốn tính chất tất cả. Thì trong trường hợp này các con lý giúp thầy này, cái tính chất số 2 này này. Đây chính là định nghĩa của hình bình hành, nên tính chất số 2 này chúng ta không cần phải chứng minh nhá. Bởi vì là theo đúng định nghĩa thì nó nói rằng tứ giác có hai cặp cạnh đối song song với nhau thì đó là hình bình hành. Nên tính chất này chúng ta không cần phải chứng minh. Thầy xin phép sẽ chứng minh cho các con ba tính chất còn lại, được chưa nào? Vậy chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là chứng minh tính chất số 1 trước. Tính chất 1. Rồi, tính chất số 1 là như sau. Hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối bằng nhau. Vậy trong trường hợp này tại sao lại có hai cặp cạnh đối bằng nhau là sở dĩ như sau? Các con nghe thầy chứng minh trước, sau đó là viết lại trong vở sau nhé. Đây, cho hình bình hành ABCD cụ thể như thế này được chưa? Đây, cái ở bên góc trên này này, cả lớp chú ý này. Như vậy nếu đã là hình bình hành thì theo định nghĩa chúng ta sẽ có được là AB sẽ song song với CD. Và hoàn toàn tương tự là có AD là song song với BC được chưa nào? Đây là đúng theo định nghĩa và cái này thì được phép sử dụng luôn. Vậy bây giờ thầy xin phép nối điểm A với điểm C lại, thì các con bình tĩnh nhá, quan sát này. Thầy sẽ nối điểm A với điểm C, thầy được một đường chéo. Vậy trong trường hợp này, thầy xin hỏi bạn, thầy xin hỏi bạn Vi Anh, đầu tiên là góc A1 này với góc C1 ở đây này đây là cặp góc ở vị trí gì? Ờ, góc so le trong ạ. Rồi, so le trong. So le trong thì có tính chất gì? So le trong thì có tính chất gì? Nào. Dừng lại lâu vậy, vì anh ơi. A1 và A1 và C1 ở đây là so le trong rồi thì có tính chất gì con? Nó sẽ có ừ? Như thế nào? À, nó không biết giải thích như thế nào cho dễ hiểu nữa Không cần giải thích Biết thế nào nó như vậy Thầy, ý thầy không phải là hỏi là Cái đặc điểm của cặp góc so le trong là như thế nào đâu nhá Thầy không cần như thế Bởi vì cái đấy nó là học từ lớp 7 rồi, đã qua rồi Nhưng bây giờ thầy muốn hỏi là tính chất của cặp góc so le trong thì nó có A góc A1 và C1 liên hệ với nhau như thế nào? Ờ nó sẽ bằng nhau ạ. À? Rồi đơn giản vậy thôi. Ý của thầy cũng chỉ hỏi thế thôi mà. Ừ. Như vậy là góc A1 và góc C1 ở đây này, sở dĩ nó là cặp góc ở vị trí so le trong nên chúng bằng nhau. Đấy là theo tính chất của cặp góc so le trong nhá. Được chưa nào? Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp luôn, vì anh trả lời tiếp luôn cho thầy này. Ở đây Vi anh có nhìn thấy là góc C2 này, 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 ở đây này và góc A2 ở đây này Có phải cũng là cặp góc ở vị trí so lấy trong không con? Có ạ à? Vậy nó làm sao? Nó cũng bằng nhau ạ à? Rồi chính xác luôn Như vậy A2 bằng C2 Cụ thể trong trường hợp này thầy xin phép viết ngược lại là C2 bằng A2 Hỏi luôn này Câu cuối cùng luôn này Câu này khó nhất luôn này Tam giác 1 và tam giác 2 này Bằng nhau theo trường hợp gì? Nào Tam giác 1 và tam giác 2 bằng nhau và bằng nhau theo trường hợp gì? Nhanh. Góc cạnh góc ạ? À? Góc cạnh góc. Thảo bạn Thảo xác nhận giúp cho thầy xem là bạn Vi Anh bạn vừa nói là góc cạnh góc không biết có đúng hay không? Xin là đúng rồi Đúng rồi, ok. Chính xác là góc cạnh góc là sở dĩ như sau, nghe này. Ta có góc A1 này bằng góc C1 ở đây. Thứ hai là cạnh AC chính là cạnh chung. Và thứ ba thì là C2 ở đây bằng góc A2 ở đây. Như vậy tương ứng với nó chính là góc cạnh góc. Vậy thì tam giác 1 và tam giác 2 là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc là rất chính xác nhá. Được chưa nào? Vậy thì khi mà hai tam giác này bằng nhau rồi, vậy thầy suy ra được các con bình tĩnh này. AB của chúng ta có phải là cặp cạnh tương ứng với nó đối với tam giác thứ hai này này có phải chính là bằng CD không? cả lớp AB có phải bằng CD không? Chuẩn chưa? Và tương tự như vậy thầy có được là BC thì sẽ bằng AD Nên thầy sẽ viết ngược rồi lại AD thầy viết trước là bằng BC Vậy các con nhìn này Đây có phải chính là hai cặp cạnh đối của hình bình hành Và nó chính là tính chất số 1 này không các con? Nào, được chưa? Có phải tính chất số 1 không? Cả lớp Có đúng không ạ? Đúng rồi đúng không? Như vậy thì là thông qua cặp tam giác bằng nhau, thầy đã chứng minh được thành công việc đó là hai cặp cạnh đối AB và CD bằng nhau, AD và BC cũng bằng nhau nữa và đây chính là tính chất đầu tiên của hình bình hành nhá. Nếu các con cảm thấy cần thiết viết vào trong vở thì viết, còn nếu cảm thấy dễ quá thì thầy đồng ý không cần viết vào trong vở cũng được. Tùy các con. Thầy dành cho các bạn 2 phút nếu cảm thấy cần thiết viết thì viết, còn nếu không thì không cần cũng được, không sao cả. Bởi vì những cái này này, thầy nghĩ là tất cả các con thầy tin là các con đều có thể nhớ và chứng minh được. Thầy sẽ cho bạn thảo 2 phút để chuẩn bị. Sau đó Thảo hãy cố gắng chứng minh giúp cho thầy tính chất số 3. Là cái này. Thầy dành cho bạn Thảo 2 phút để bạn Thảo chuẩn bị chứng minh giúp cho thầy tính chất số 3. Đó là nếu hình bình hành thì sẽ có hai cặp góc đối bằng nhau. Thời gian 2 phút bắt đầu từ bây giờ. thảo có cần thêm thời gian không hay là con đã đã chuẩn bị xong rồi ừ, con cần thêm thời gian cần thêm thời gian ạ à? ok Trong trường hợp này thì uh, Thảo có thể là có thêm chút thời gian thầy vẫn dành cho con thêm thời gian. Nhưng thầy gợi ý cho Thảo một chút. Đó là ở cái tính chất số 3 này này là giả thiết của chúng ta cho chúng ta là ABCD đã là hình bình hành rồi. Và người ta yêu cầu chúng ta cần phải chứng minh được là góc A bằng góc C và góc B thì bằng góc D. Nào, Thảo có chứng minh được không ạ? Thảo có chứng minh được là tại sao góc A bằng góc C còn góc D bằng góc góc D được không con? Em thấy góc B bằng góc D là vì nó là hai góc tương ứng trong tam giác 1 và 2 ạ. À? Chuẩn luôn. Rất tốt. Thực ra thì ở cái việc chứng minh tính chất số 1 ấy là chúng ta đã có sẵn là hai tam giác 1 và 2 này bằng nhau. Dẫn đến góc B và góc D chắc chắn là bằng nhau. Được chưa nào? Và đây chính là cặp góc đối thứ nhất bằng nhau. Rồi, thầy ghi nhận. Bây giờ Thảo làm nào chứng minh nốt cho thầy A bằng C nào? Ờ, ừ, như thầy là ta có A2 cộng C1 bằng 180 độ là hai góc trong cùng phía. A1 à, cộng bình C2. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thầy xem nào, thầy nghe nào. A2 cộng C1 à? A2 cộng C2 ạ. À? A2 cộng C2. A2, A2 cộng C1 đó. À? A2 cộng C1 là ý đây nhá, bình tĩnh nhá, thầy sẽ xóa tạm thời hai cái tam giác này đi đợi nhìn cho đỡ dối này. Bây giờ ý của Thảo có phải là con vừa đọc là A2, A2 là góc này nhá. Là góc này đúng không? Cộng với C1 là góc này. Hai góc này không được gọi là hai góc ở vị trí trong cùng phía đâu nhá, Thảo nhá. A2 và C1 trong trường hợp này không được phép gọi là cặp góc ở vị trí trong cùng phía con thử nhìn lại hình xem là cặp góc trong cùng phía ở đây là cặp góc nào ạ nếu mà đây nhá thảo phải phải bình tĩnh lại một tí này con này nếu con đang muốn sử dụng cái góc a 2 này này trong cùng phía tức là con phải kéo dài cái thằng bc này xuống thảo có tưởng tượng ra được không con phải kéo dài cái BC này xuống và cái góc mà trong cùng phía với cái góc A2 ở đây này nó phải là cái góc này mới là góc trong cùng phía này con này con có nhìn thấy không Hà Thảo Thảo có tưởng tượng được không ạ ừ. Bởi vì trong trường hợp này là AD và BC song song với nhau thì con phải nhìn nhá cặp góc trong cùng phía ở đây là tạo ra bởi hai đường thẳng song song đó chính là góc A2 ở đây và cái góc to mà thầy vừa vẽ cho con ấy Thảo có đồng ý không ạ? Ừ. Cho nên ở đây nếu con sử dụng cặp góc A2 và C1 là chưa chính xác ạ. Thầy hỗ trợ thảo nhá. Có cần thầy hỗ trợ không? À, Con có cần thầy hỗ trợ không nào? Ờ có. Ờ ok. Đơn giản là như sau thôi. Cả lớp nghe này. Bây giờ thầy hỏi thảo nhá. Nào, tất nhiên là các bạn còn lại cũng lắng nghe. Thầy hỏi Thảo này, cái góc này này Là góc A Với cái góc này này Đây là cặp góc ở vị trí gì? Trong cùng phía Chuẩn luôn Đây mới được gọi là cặp góc trong cùng phía Là bởi vì AB và CD của chúng ta là song song với nhau Đây này, AB song song với CD này này Nên thầy có được là góc A Cộng với góc D Bằng bao nhiêu độ nhỉ Thảo nhỉ? 180 độ Chuẩn luôn, A cộng D bằng 180 độ Bây giờ thảo chỉ giúp cho thầy một cặp góc trong cùng phía nữa mà có liên hệ với thằng D. Đó là cặp góc nào nhỉ? Ừ. À Nào, gốc cặp góc nào? Ạ. Chuẩn luôn. Nào. Bây giờ thì chúng ta lại sử dụng đến AD song song với BC. Như vậy góc D ở đây cộng với góc C ở chỗ này có phải là cặp góc trong cùng phía không? Cho nên thầy sẽ viết ngược lại đó là C cộng D cũng bằng 180 độ vậy đến đây thì chúng ta nhìn này hai cái vế phải này bằng nhau như vậy dẫn đến là vế trái này của chúng ta phải bằng nhau d bằng d vậy đến đây thầy suy ra là a bằng c thảo có nhất trí với thầy không ừ. rồi ok vậy thì thầy sẽ chứng minh tính chất số 2 như sau nhá thầy sẽ chứng minh như sau này thầy sẽ xóa xóa tạm thời xóa hết những cái, cái thằng này đi nhá bởi vì lấy bảng chúng ta chỉ để lại cái tính chất số 4 thôi vậy thầy sẽ chứng minh như sau các con uh, bổ sung vào trong vở giúp thầy theo đề bài thì abcd của chúng ta là hình bình hành nên ta sẽ có theo định nghĩa của nó thì ab sẽ song song với cd phải AD sẽ song song với BC. Xuống dòng. AB song song với CD. Từ đó suy ra góc A và góc D là cặp góc ở vị trí trong cùng phía, từ đó suy ra góc A cộng với góc D bằng 180 độ. Được chưa nào? Các con có thể lý giải cái này kỹ càng hơn một tí mở ngoặc ra giúp thầy. Cặp góc trong cùng phía. Rồi xuống dòng. Bây giờ chúng ta sẽ đến sử dụng đến cặp cạnh đối song song còn lại đó chính là AD thì song song với BC. Vậy điều này thầy cũng suy ra được như sau. Đó là góc C trong trường hợp này cộng với góc D cũng bằng 180 độ các con nhá. Góc C này cộng với góc D cũng bằng 180 độ và cũng là lý giải là gì? Là cặp góc trong cùng phía. Đóng ngoặc lại. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Là suy ra góc A cộng góc D sẽ đương nhiên là phải bằng góc C cộng góc D rồi. Và điều này dẫn tới là góc A bằng góc C. Và đây là điều phải chứng minh của chúng ta. Được chưa nào? Thế còn cái việc chứng minh góc B bằng góc D thì ở đây các con có thể viết thật nhanh mấy cái chữ màu đỏ này vào trong vở cho thầy cũng được. Được chưa nào? Rồi, vậy thầy đã chứng minh thành công xong ba tính chất đầu tiên nhé. Các con bổ sung vào trong vở Sau đó thầy sẽ chứng minh tính chất cuối cùng Đó là tính chất số 4 ừ, Con kiểm tra xong rồi thầy ạ Ok vậy con kiểm tra xong rồi Thì xin mời con vào nghe giảng thôi Dạ à, vâng Cái phần đầu con chưa được nghe Thì con sẽ phải xem lại video nhé Dạ à, vâng ạ Nhớ đấy học hành cho nghiêm túc vào vâng Hôm trước là 20 tháng 11 đã hứa rồi Thì hôm nay phải thực hiện đúng lời hứa Thế thôi Rồi Nếu mà các con đã hoàn thiện xong cái phần này vào trong vở rồi Chúng ta sẽ đi chứng minh tính chất số 4 Tính chất số 4 này như sau Các con vẽ một cái hình bình hành mới cho thầy nhá. Đó là vẫn là hình bình hành ABCD. Sau đó, nối giúp thầy hai đường chéo, đó là đường chéo AC và đường chéo BD. Hai thằng này sẽ cắt nhau tại một điểm. Thầy xin gọi tên nó là điểm O. Rồi các con vẽ hình đi. Chúng ta sẽ đi vào chứng minh tính chất số 4. Đó là giả thiết thì cho chúng ta là hình bình hành ABCD. Và cái hình bình hành này sẽ có như sau. Hai đường chéo AC phẩy BD cắt nhau tại điểm O cắt nhau tại điểm O. Và người ta phải yêu cầu chúng ta là chứng minh rằng là điểm O này sẽ là trung điểm của hai đường chéo. Vậy chúng ta cần phải chứng minh như sau. Là OA bằng OC phẩy OB bằng OD. Được chưa nào? Tức là mục tiêu của chúng ta là phải đi chứng minh được OA bằng OC và OB bằng OD. Vậy thì để chứng minh được cái điều này thì đơn giản thôi. Đó là thầy sẽ đi xét hai tam giác bằng nhau. Cụ thể trong trường hợp này là như sau. Vì AB song song với CD. Từ đó suy ra là các con ký hiệu trên hình giúp thầy, góc A1 sẽ bằng góc C1. Được chưa nào? Góc A1 bằng góc C1. Tương tự ta có góc B1 bằng góc D1. Vậy trong trường hợp này vì AB song song với CD nên suy ra ta sẽ có được là gì? Là góc A1 bằng góc C1. Và góc B1 bằng góc D1. Sở dĩ có được cái này là do hai cặp góc A1C1 là cặp góc ở vị trí so le trong. Tương tự B1 và D1 cũng vậy, cũng là cặp góc ở vị trí so le trong, được chưa nào? Thế nhưng mà ở đây thầy sẽ xét hai tam giác đó là hai tam giác như sau. OAB và tam giác OCD. Thì hai tam giác này có được những cái như sau này. Thứ nhất là góc A1 bằng góc C1. Thứ hai là hai tam giác này có cặp cạnh đối bằng nhau, cụ thể đó là AB bằng CD. Cái điều này thì chúng ta đã chứng minh ở tính chất số số 1 rồi đúng không các con vậy thì từ ba điều này các con nhìn này a 1 bằng c 1 ab bằng cd b 1 thì lại bằng d 1 vậy đây có phải là ba yếu tố để tạo nên đó là hai tam giác oab và tam giác ocd là hai tam giác bằng nhau và cụ thể là bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc được chưa nào vậy hai tam giác này sẽ bằng nhau và bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc vậy thì nếu mà nó bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc rồi ý, thì thầy sẽ suy ra được là các cặp, cặp cạnh tương ứng của nó phải bằng nhau vậy trong trường hợp này nó chúng ta sẽ có được hai cặp cạnh tương ứng đó là gì nhỉ các con nhỉ có phải chính là OA thì tương ứng bằng OC không còn OB thì bằng OD không vậy thì chúng ta sẽ suy ra được hai cái này nhá và mở hoặc ra giúp thầy cặp cạnh tương ứng và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta được chưa nào rồi, các con có nhất trí không? Có hiểu thật sự hoàn toàn không? Thực ra thì thầy biết là các con nhớ cũng tương đối rồi nhưng mà thầy hôm nay thầy muốn tổng ôn lại nên thầy sẽ nêu lại toàn bộ cái này và các con sẽ có một cái tài liệu để có thể là xem lại khi mà chúng ta chẳng may mà quên mất, được chưa nào? Rồi, các bạn viết thần phần chứng minh này vào trong vở giúp thầy đi. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần quan trọng cuối cùng của phần hình bình hành, đó là các dấu hiệu nhận biết người ta bảo rằng là hai đường chéo cắt nhau tại O thì các con hiểu nhá có nghĩa là điểm O này sẽ là chính là trung điểm của mỗi đường nên O sẽ phải là trung điểm của AC và O sẽ phải là trung điểm của BD chính vì vậy nếu thầy chứng minh được OA bằng OC, OB bằng OD thì đây cũng chính là cái tính chất suy ra được của hình bình hành và đây là tính chất cuối cùng được chưa nào? rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó là để thầy xem lại là mấy la mã nhỉ? Các con xem giúp thầy trong thầy trong vở giúp thầy là mục mấy nhỉ? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là dấu hiệu nhận biết xem giúp thầy nào? Mục mấy ạ? Mục ba. Mục ba. Ba la mã à đúng không, các con? Ba la mã đúng không? Đúng OK. Là. Dấu hiệu nhận biết. Hình bình hành. dấu hiệu nhận biết hình bình hành. <cười> <cười> Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho Thảo. Thảo cho thầy biết là để nhận biết hình bình hành chúng ta có mấy dấu hiệu tất cả? có con 5. nhớ con con nhớ là bao nhiêu cái nào năm có năm ok chính xác là có đúng năm dấu hiệu nhận biết thật rồi thầy cảm ơn thảo bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh từng dấu hiệu nhận biết một nhá dấu hiệu đầu tiên thầy xin phép nêu ra nhưng không chứng minh đó là chính là định nghĩa được chưa nào dấu hiệu một thầy chỉ nêu ra thôi nhưng không chứng minh dấu hiệu một này chính là định nghĩa của hình bình hành đó là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song với nhau thì là hình bình hành được chưa nào Dấu hiệu 1 chính là định nghĩa về hình bình hành. Nên tứ giác mà có hai cặp cạnh đối song song với nhau thì chính là hình bình hành. Vậy dấu hiệu đầu tiên thầy xin phép không chứng minh. Chúng ta sẽ chuyển sang dấu hiệu thứ hai. Thầy xin mời Duy cho thầy biết dấu hiệu thứ hai cái dấu hiệu nào mà con nhớ con thích nhất, con có thể nêu ra cho thầy, không cần đúng theo thứ tự. Duy cho thầy biết là một dấu hiệu nhận biết hình bình hành nào. Nhanh con thầy là con có một cái dấu hiệu nữa thầy ạ có rất nhiều có năm cái tất cả nhưng bây giờ là con là người đầu tiên trình bày về dấu hiệu nhận biết à, tứ giác có hai cặp góc uh... tứ giác như thế nào nhỉ có hai cặp góc uh, đối ờ hai cặp góc đối làm sao bằng nhau bằng nhau chắc chắn chưa chắc rồi là... ạ ờ ok Vậy thì Ủa? dấu hiệu thứ hai của chúng ta là như sau. Tứ giác có ừ. hai cặp góc đối bằng nhau thì cũng là hình bình hành. Được chưa nào? Các con viết đi. Sau đó thầy sẽ chứng minh ngay cho các con biết tại sao lại có cái dấu hiệu này. Ừ, thầy. Ok, thầy chào bác ạ con vào sau nên là cái phần trước này con phải xem lại video nhớ bách vâng. À. may một cái là cái này là liên quan đến phần là ôn tập về phần hình bình hành thì cái này thầy đã dạy ở cách đây khoảng một tháng cho cả lớp rồi cho nên là con thứ nhất là xem lại xem lại video thứ hai là có thể xem lại vở của đợt trước cũng được nhưng mà nói chung là phải xem lại bởi vì bây giờ là chúng ta đã bắt đầu vào giai đoạn ôn tập học kỳ 1 rồi được chưa nào à. ok Dấu hiệu thứ hai của chúng ta là tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau thì sẽ là hình bình hành. Vậy bây giờ chúng ta cần phải chứng minh được điều này. Cụ thể là như sau. Cả lớp nghe nhé. Tứ giác mà có hai cặp góc đối bằng nhau thì như vậy giả thiết của chúng ta trong trường hợp này thầy xin phép gọi cái tứ giác ABCD ở trong trường hợp này là một tứ giác bình thường nhưng nó sẽ có được như sau góc a bằng góc c và góc b thì bằng góc d được chưa nào góc a bằng góc c góc b bằng góc d vậy thì ở đây là giả thiết và dẫn tới kết luận là chúng ta cần phải chứng minh được ABCD là hình bình hành. Nếu các con làm được việc này, thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ nhớ cái dấu hiệu này và nhớ nó một cách cực kỳ là đầy đủ và chính xác. Kết luận ABCD là hình bình hành. Trước khi thầy chứng minh, thầy xin hỏi cả lớp này. Cả lớp chúng ta có bao nhiêu bạn có thể bây giờ tự tin là sẽ chứng minh được cái dấu hiệu này? Rồi, có bạn Vi Anh là 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 dơ tay rồi. Thảo có chứng minh được cái này không? Thảo ơi, Thảo có chứng minh được cái này không ạ? Ừ, không ạ. Không, OK, không sao. Không chứng minh được cũng không vấn đề gì. Thế nên là hôm nay thầy mới cần nhắc lại. Bạn duy, bạn chip, bạn Bin, bạn bách các bạn còn lại thì có chứng minh được dấu hiệu này cho thầy được không ạ? Không không, ok. Duy sao duy? Tại sao lại cứ tự nhiên có một cái tứ giác mà có hai cặp góc đối này nó bằng nhau này thì tự nhiên lại trở thành nó là hình bình hành nhỉ? Thế mới lạ chứ. Duy có chứng minh được không Duy ơi? Duy ơi Duy bảo là quay về quay về lớp học rồi mà sao thầy hỏi lại không thấy trả lời này? Ờ được rồi. Như vậy là thầy nghĩ là chắc là bốn bạn còn lại trong đấy có cả Bách nữa là không ý kiến gì thì chắc là các con cũng không nhớ được cách chứng minh nó đúng không? Rồi không sao. Bây giờ các con nghe này. Thầy chứng minh cái này chỉ có hai dòng thôi có hai dòng liệu vi anh nhìn thấy liệu có đúng hai dòng không theo con nghĩ có đúng hai dòng không của con thức nó sẽ bị thể... dài hơn dài hơn là vâng. vậy, vậy thì bây giờ thầy thử nào thử mời vi anh trình bày qua thế, cho cả lớp nghe xem là bản. như thế nào nào cả, tất cả các bạn còn lại trong lớp nghe nhá nghe thử xem vi anh trình bày như thế nào thì con sẽ xét từ giác là ABCD Ờ. Còn góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D thì sẽ bằng 360 độ. Rồi nhất trí. Ờ, mà góc A bằng góc C với góc B, bằng, b bằng góc D suy ra hai lần góc A cộng 2 lần góc B bằng 360 độ. Rồi ok. Suy ra góc A cộng góc B bằng 180 độ. 180 độ mà chúng ở vị trí trong cùng phía. Ừ. Suy ra là AD sẽ song song với cả BC ạ. Rồi đúng rồi, ok thầy ghi nhận là cái phần chứng minh của Vi anh là chính xác. Thực ra thầy nói hai dòng là bởi vì là thầy thầy nói là cái kiểu gọi là thầy viết tắt ấy thì có thể là có thể hai dòng. Còn nếu viết một cách đầy đủ thì chắc chắn là cũng phải gần như là bằng Vi anh. Bởi vì bạn Vi anh bạn sẽ chứng minh như sau. Cả lớp nghe nhá. Thầy chứng minh bằng miệng trước, sau đó thầy sẽ viết lại đầy đủ cho các con sau. Thì các con nghe này. ABCD là bốn góc trong một tứ giác nên ta có là định lý tổng bốn góc trong một tứ giác, tức là a cộng b cộng với c cộng với d chắc chắn là phải bằng 360 độ. cả lớp có nhất trí với thầy không ạ? đây được gọi là định lý về tổng bốn góc trong một tứ giác. được chưa? thế mà ở đây ý, giả thiết chúng ta cho rất rõ ràng rồi là góc a bằng góc c, tức là hai góc này bằng nhau. Đồng thời góc B với góc D cũng bằng nhau nữa Thế như vậy ở đây ý, Thầy xin phép là thay cái thằng C phía sau này này Thì bằng góc A Như vậy thầy được là A cộng A Tức là hai lần góc A Còn B cộng D Mà B lại bằng D Nên thầy sẽ thay thành là bằng là hai lần góc B Được chưa các con Thì như vậy là hai lần A cộng hai lần B Bằng 360 độ Và ở đây Thầy sẽ chia cả hai vế cho hai thầy dẫn đến được là góc A cộng với góc B sẽ bằng 180 độ. Thầy, các con nghe này, như vậy là hai góc này này cộng với nhau bằng 180 độ. Thầy hỏi các con nhé, có phải góc A và góc B ở đây là chính là cặp góc ở vị trí trong cùng phía, có đúng không ạ? Ở vị trí trong cùng phía mà tổng của nó lại bằng 180 độ, Vậy căn cứ theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, thầy sẽ suy ra được là AD và BC của chúng ta chắc chắn là song song với nhau. Cả lớp có đồng ý với thầy không? Thảo nghe có nghe thầy thầy nói qua như thế liệu có ok không ạ? Có hiểu không con? Có ạ. Rồi ok tốt. Như vậy là đầu tiên thầy đã chứng minh được AD song song với BC rồi, được chưa nào? Vậy bây giờ các con nhìn này Thế thì có phải là B bằng D không? Góc B bằng góc D Nên ở đây là A cộng B bằng 180 độ Thì thực tế là thầy cũng có là góc A cộng với góc D Đương nhiên là cũng phải bằng là A cộng B Và cũng bằng 180 độ nốt Thế nhưng mà ở đây ý, Thì góc A và góc D ở đây này Lại cũng là cặp góc ở vị trí trong cùng phía Như vậy vừa trong cùng phía Vừa có tổng bằng 180 độ vậy theo dấu bi hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thầy sẽ suy ra được đó là ab sẽ phải song song với cd vậy đến đây các con nhìn cho thầy này liệu đến đây có phải chính là định nghĩa hình bình hành không các con nào có phải đây là chính là hình bình hành không chuẩn không có phải là hai cặp cạnh đối song song với nhau căn cứ theo đúng định nghĩa thì suy ra abcd cúng của chúng ta chính là hình bình hành vậy thì việc chứng minh của chúng ta đã thành công được chưa nào cả lớp các con có nhất trí không ạ thầy cảm ơn bạn Vi Anh Vi Anh trình bày rất là đầy đủ và chính xác ok thầy cảm ơn con nào bạn Chip bạn Bin bạn Duy cả bạn Bách nữa các con đã nhớ lại được cái phần này chưa rồi ạ ok rồi bây giờ thầy sẽ trình bày bằng chữ viết màu đen nhá bởi vì cái phần màu đỏ này này nhìn thế này các con sẽ cảm thấy nó hơi khó thầy sẽ trình bày lại bằng chữ viết màu đen sau, bây giờ như này. Ta có chứng minh nó này. Xét tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D là tổng bốn góc chắc chắn là phải bằng 360 độ. Được chưa nào? Nhớ cho thầy là phải có góc nhá. Tuyệt đối không được thiếu cái đỉnh ở trên đâu. Bạn nào mà khi làm nhất là học hình học ấy mà thiếu cái góc ở bên trên này này là bị trừ điểm rất nặng đấy, nhớ đấy. Các con có thể lý giải bằng cách là mở ngoặc ra định lý tổng bốn góc trong tứ giác. Được chưa nào? Mà góc A bằng góc C. phẩy góc B bằng góc D. Mở ngoặc theo giả thiết. Bởi vì giả thiết nó nói đây này, tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau, vậy đây chính là giả thiết của chúng ta. Vậy đến đây thầy sẽ suy ra được thứ nhất là hai lần góc a thôi thầy sẽ viết cẩn thận lại một tí vậy đã trình bày thì đã không viết thì thôi viết cẩn thận thì phải viết như thế này suy ra góc a cộng góc b cộng góc c cộng góc d bằng hai lần góc a cộng hai lần góc b và bằng 360 độ. Vậy đến đây suy ra là góc A cộng góc B bằng 180 độ. Mà không mà mà xét đi, xét hai đường thẳng hai đường thẳng AD và BC. Ta có như sau. Góc A và góc B là hai góc ở vị trí trong cùng phía. Phẩy góc A cộng góc B bằng 180 độ. Từ đó suy ra ta sẽ có được là AD sẽ phải song song với BC. Được chưa nào? AD song song với BC. Ta có góc A cộng góc B bằng 180 độ. Từ đó suy ra góc A cộng góc D cũng bằng 180 độ. Phẩy. Mà hai góc A và D là cặp góc ở vị trí trong cùng phía. mà góc A và góc D là cặp góc ở vị trí trong cùng phía. Nên suy ra là ta có được là AB sẽ phải song song với CD, được chưa nào? Tứ giác ABCD có thứ nhất là AB song song với CD. phẩy AD lại song song với BC nữa vậy suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành và cái này là nhận diện được là do dấu hiệu nhận biết thứ nhất rồi xin mời các con chịu khó bổ sung cái này vào trong vở giúp thầy một chút được chưa nào hôm nay là chúng ta sẽ phải tổng ôn lại toàn bộ phần lý thuyết này vững vàng còn từ buổi sau thầy sẽ ôn tập các bài tập tất cả các dạng bài tập cho các con các bạn đừng coi thường cái phần lý thuyết này nhá lý thuyết mà các con nắm có vững được ý thì khi mà các con chuyển sang làm bài tập thì các con mới có thể làm bài tập nó một cách chính xác và đầy đủ được nhiều bạn cứ coi thường xong đến lúc mà làm bài thật, kiểm tra thật sự ấy là bởi vì các con không nhận hiểu, nhận định rõ đâu là tính chất, đâu là dấu hiệu nhận biết nên là viết lung tung và dẫn đến là thầy cô giáo sẽ gạch hết toàn bộ đi và như vậy là các con thành công cốc, không được điểm số nào cả, hiểu không nào? Rồi ok, các con chữa bài đi. Sau khi chữa xong, thầy xin mời bạn Bách chuẩn bị cho thầy biết một dấu hiệu nhận biết hình bình hành tiếp theo ạ. Dạ. Con đã viết hoàn thiện xong cái này vào trong vở chưa? Con đang viết hả? À, đang viết, viết đi. Viết xong thì sẽ chuẩn bị đọc cho thầy cái dấu hiệu nhận biết hình bình hành thứ ba nhé. Vừa rồi ấy, thì là chúng ta đã qua hai dấu hiệu nhận biết rồi. Thì bây giờ bách mà đọc dấu hiệu nhận biết thứ ba ấy, thì con phải tránh hai cái dấu hiệu đã được liệt kê trước đó ra chúng ta đã liệt kê hai cái dấu hiệu đầu tiên đó là dấu hiệu thứ nhất là hình bình hành thì là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song với nhau đấy là định nghĩa cái thứ hai là bạn uh, duy bạn ấy vừa mới trình bày đó là tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau thì cũng là hình bình hành vậy bây giờ dấu hiệu nhận biết thứ ba bách trình bày giúp cho thầy ạ Chắc vẫn chưa viết xong đúng không con? Không viết xong rồi à? Ở xong rồi. Vậy bây giờ con trình bày giúp cho thầy nào cái dấu hiệu thứ ba nào? Tùy ý con muốn chọn cái nào cũng được. Trong còn ba cái còn lại thì bây giờ con đọc nêu ra cái nào cũng được. Nào, dấu hiệu nhận biết thứ ba là gì? À, tứ giác có hai cặp cạnh đối nhau. Tứ giác có hai cặp cạnh đối nhau, đối nhau làm sao? Anh... Đối nhau và bằng nhau. <laughs> Ờ, trong tứ giác thì luôn luôn có hai cặp cạnh đối rồi nhưng bây giờ ấy con phải phát biểu chính xác là dấu hiệu nhận biết thứ ba là gì con cho con đọc nói lại một lần cuối cùng nữa nào chính xác là gì nào tứ giác có gì hai cặp cạnh đối nhau đối bằng nhau là hình hình hành đúng rồi tứ giác có hai cặp hai cặp cạnh đối bằng nhau thì đó là hình bình hành nhé thì nó là hình bình hành rồi vậy bây giờ thầy sẽ chứng minh nhanh cái này thầy sẽ kéo phần này lên trên nhé kéo lên trên để lấy bảng nhé có nghĩa là chúng ta có giả thiết như sau tứ giác abcd có cặp cạnh đối thứ nhất là ab bằng cd cặp cạnh đối thứ hai là ad bằng bc nữa vậy thì người ta nói rằng như sau này nếu một tứ giác mà có được hai cặp cạnh đối này bằng nhau thì từ điều này người ta sẽ suy ra được là abcd cũng là hình bình hành. Được chưa? Vậy thì đây là thầy viết như thế này để cho các con nhìn nhận thôi. Còn việc chứng minh bài này thì đơn giản lắm. Đó là như sau. Các con nối giúp cho thầy vẽ hình này. Sau đó nối giúp cho thầy ABC. Vẽ một cái tứ giác bất kỳ ra. Sau đó nối ABC lại. Và bây giờ thầy sẽ chứng minh luôn. Bài này thầy chứng minh nhanh nhé. Bởi vì cái này nó cơ bản lắm thì thầy sẽ chứng minh bằng uh, chữ màu đen luôn và các con hoàn thiện luôn vào trong vở giúp thầy đó là như sau nối A với C được chưa nào nối A với C xét hai tam giác xét hai tam giác đó là tam giác trong trường hợp này đó là tam giác ABC và tam giác còn lại đó là tam giác ABC thì nó sẽ phải đối ngược trở lại nó là gì đây? Là CDA các con nhé. Tam giác CDA có như sau này. Theo giả thiết thì nó AB nó đã bảo rằng là bằng CD rồi. Được chưa nào? Thứ hai là hai tam giác này có chung cạnh AC. Và thứ ba là có thằng BC thì bằng thằng DA. Như vậy thầy suy ra là hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau và cụ thể là trường hợp cạnh 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 được chưa nào hai tam giác này là bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 vậy thì nếu nó bằng nhau thầy dẫn đến là góc a tương ứng ở đây sẽ phải bằng góc c tương ứng ở đây được chưa nào và thầy gọi tên nó là a 1 và c 1 cho nó nhanh vậy đến đây ta có được như sau này suy ra góc a 1 bằng góc C1. Mở ngoặc ra giúp thầy, cặp góc tương ứng. Cặp góc tương ứng. Xuống dòng, ma. Góc A1 và góc C1 là hai góc ở vị trí so le trong vừa so le trong lại vừa bằng nhau vậy dẫn đến là ta sẽ suy ra được cặp đường thẳng song song với nhau cụ thể trong trường hợp này đó chính là ab sẽ phải song song với cd được chưa nào được chưa ab sẽ song song với cd hoàn toàn tương tự thì các con viết là chứng minh tương tự cái này thì cực kỳ đơn giản như sau thôi. Đó là gì? Là ta sẽ có được là góc A2 bằng góc C2. Và đây cũng chính là có được là sở dĩ là cặp góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau ở bên trên. Ta có là A2 bằng C2. cặp góc tương ứng. Mà A2 và C2 lại là ở vị trí so le trong nữa. Vậy chúng ta sẽ suy ra được cặp góc, cặp cạnh còn lại. Cũng song song với nhau đó là AD và BC các con nhé. Mà A2 và C2 là hai góc ở vị trí cũng so le trong nốt. Nên ta có là AD sẽ song song với BC. Được chưa nào? Vậy thì ở đây nhìn này, lại như vậy lại quay trở về theo đúng cái định nghĩa tứ giác mà có hai cặp cạnh đối song song, vậy đương nhiên suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành, được chưa nào? Và đây cũng là theo dấu hiệu nhận biết đầu tiên cả lớp có ok không ạ thầy yêu cầu là tất cả các bạn phải viết đầy đủ vào trong vở cho thầy nhé <laughs> Như vậy chúng ta đã xong được cái dấu hiệu số 3 Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dấu hiệu số 4. Dấu hiệu số 4 này xin mời bạn pin trình bày cho thầy dấu hiệu số 4 nào. Thầy sẽ viết lên trên này nhé. Cái đầu tiên này. Đó là định nghĩa theo định nghĩa. Tức là có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Cái thứ hai bạn duy chọn đó là có hai cặp góc đối bằng nhau. Hai cặp góc đối Vừa rồi là bạn bạn Bách thì lựa chọn là uh, tứ giác có hai cặp cạnh đối. Vậy chúng ta còn hai cái còn lại. Xin mời bạn Bin nào. Bin trình bày cho thầy cái dấu hiệu số 4 nào. Ô, oh, bạn Bin máy của bạn ấy lại bị au ra lạ thế nhỉ? ờ xin mời Vi Anh trình bày giúp cho thầy cái số 4. Con có thể lựa chọn tùy ý một trong hai cái còn lại. Từ giác có, có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường ạ. Rồi ok, đó là tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hai đường chéo cắt nhau. Được chưa nào? Ok, dấu hiệu số 4 thầy sẽ viết lại như sau. Các bạn đã bổ sung hết cái này vào trong vở chưa đấy? cả lớp cho thầy hỏi là các con đã tất cả đã viết hết vào trong vở chưa? còn thầy nói thật nhá, trong lớp mà bạn nào lười, bạn là không viết vào trong vở ấy, đấy là đấy là do tự các con quyết định như vậy nhá. còn sau này đến lúc mà các con muốn xem lại vở, xem lại lý thuyết đầy đủ ấy, mà các con không có thì các con tự chịu, các con không thể trách thầy được bởi vì thầy đã dạy đầy đủ hết rồi. đến khi chúng ta làm bài tập ấy, thì chúng ta chỉ áp dụng các cái công thức và lý thuyết thầy đã cung cấp thôi lúc ấy đừng có nói với thầy là tại thầy dạy không cẩn thận hoặc là 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 không tại sao lại thầy lại không cho con viết vào trong vở đấy là hoàn toàn là do các con dấu hiệu số 4 bạn vi anh bạn ấy lựa chọn như sau tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì cái hình này cũng là hình bình hành có nghĩa là như sau thầy xin phép tiếp tục tận dụng cái hình ở bên này cho tiết kiệm thời gian nhé vẫn là hình tứ giác abcd thôi sau đó các con vẽ lại cho thầy hình mới nối ac nối bd và cắt nhau tại điểm o nối hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O. Thế thì trong trường hợp này thì ta có được là OA bằng OC. OB bằng OD. Vậy các con nhìn này nó có đơn giản không? Bài này cái câu này dấu hiệu nhận biết này quá là đơn giản luôn. Là bởi vì sao? Thầy sẽ xét hai tam giác đó là tam giác OAB và tam giác OCD. Thầy gọi cái tam giác này đó là tam giác 1. Đây là tam giác số 1. Còn cái này là tam giác số 2. Các con nhìn nhá. Có phải là OA bằng OC theo giả thiết, OB thì bằng OD theo giả thiết. Hai góc này là cặp góc ở vị trí đối đỉnh nên nó bằng nhau. Vậy dẫn đến là tam giác 1 chắc chắn là bằng tam giác 2 và bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Được chưa? Ok chưa? Thì hai tam giác này bằng nhau rồi vẫn dẫn đến là cặp góc tương ứng này, góc này và góc này bằng nhau. Như vậy lại Bây giờ lại quay trở về là dấu hiệu các phía trước. Đó là cặp góc này là cặp góc vừa bằng nhau lại vừa nằm ở vị trí là so le trong. Vậy thầy dẫn đến là gì? Lập tức AB sẽ song song với CD ngay. Và hoàn toàn tương tự ta có là góc ở đây là trong trường hợp này là gì nhỉ? A với này, hai góc này bằng nhau rồi, đúng không? Bây giờ nếu các con không thích làm tương tự nữa thì các con sẽ sử dụng cái gì? Là ở đây nhá. Lại chứng minh tam giác OAD bằng tam giác OCB và dẫn đến là góc A2 ở đây lập tức sẽ bằng góc C2 ở đây được chưa vậy thì dẫn đến là gì AD cũng song song với BC nữa và từ hai điều này thì chắc chắn nó là hình bình hành được chưa được chưa nào rồi đây là thầy trình bày miệng nhanh như này thôi nhá bây giờ thầy sẽ trình bày bằng lời à, bằng bằng chữ viết màu đen <laughs> Các bạn vẽ hình nhanh đi, sau đó là thầy trình bày trình bày nhanh. nhớ vẽ hình vào cho thầy nhé học hình mà các bạn mà cứ ngại không vẽ hình vào trong vở ấy thì uh, thật sự là sẽ khó lắm đấy <laughs> rồi thầy chứng minh như sau xét hai tam giác oab và ocd có như sau thứ nhất là oa bằng oc thứ hai là có góc O1 bằng góc O2 hoặc là các con viết đầy đủ ra là góc AOB bằng góc COD mở ngoặc ra đối đỉnh đối đỉnh cái thứ ba là ta có được là OOB thì bằng OD vậy từ ba điều này thầy sẽ suy ra được là tam giác 1 bằng tam giác 2. Và hai tam giác này là bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy nếu bằng nhau, suy ra góc A1 bằng góc C1. Và vì A1 bằng C1, mà A1, C1 lại nằm ở vị trí so le trong giống hệt như ở bài trên. Vậy thầy suy ra nhanh, đó là AB sẽ phải song song với CD các con nhé. Suy ra AB sẽ song song với CD. Được chưa nào? Chứng minh tương tự. Ta có tam giác số 3 bằng tam giác số 4 cũng hoàn toàn là bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy vì tam giác 3 bằng tam giác 4 nên suy ra được góc A2 bằng góc C2. Và vì A2 bằng C2 nên AD sẽ song song với BC. Được chưa nào? Rồi AD song song với BC. Vậy tứ giác ABCD có thứ nhất là AB song song với CD. phẩy AD lại song song với BC nữa. Vậy từ đó suy ra ABCD là hình bình hành. Được chưa nào? Rồi các bạn chữa đi. Tứ giác ABCD có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Vậy căn cứ theo dấu hiệu nhận biết số 1 thì đó chính là hình bình hành và thầy đã chứng minh thành công xong dấu hiệu số 4. Bây giờ còn một dấu hiệu cuối cùng. <laughs> Rồi, thầy sẽ trình bày tự thầy lập công cái dấu hiệu cuối cùng nhá, đó là dấu hiệu số 5. Dấu hiệu số 5 này là như sau. Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Tức là vừa song song lại vừa bằng nhau nữa. Thì nó cũng chính là hình bình hành. Được chưa nào? Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau thì đó cũng chính là hình bình hành. Vậy thì cụ thể trong trường hợp này chúng ta sẽ chứng minh cái dấu hiệu này nhanh như sau. Ở trong trường hợp này tứ giác ABCD của chúng ta ấy thì có cạnh AB với cạnh CD là vừa song song lại vừa bằng nhau. Vậy thầy có giả thiết như sau này. AB này song song với CD và AB còn bằng cả CD nữa. Vậy tại sao từ hai cái giả thiết này chúng ta lại dẫn đến được là ABCD là hình bình hành? Cái này thầy thử hỏi thảo một chút. Kiểm tra năng lực của Thảo xem nào. Thảo có thể trình bày giúp cho thầy là trong trường hợp này thì con sẽ làm thế nào để có thể chứng minh được ABCD là hình bình hành được không? Thảo ơi, Thảo cho thầy hỏi lại cái dấu hiệu cuối cùng này con có thể uh, hỗ trợ thầy một chút được không? Thảo có thể chứng minh được cái dấu hiệu cuối cùng này cho thầy được không ạ? Ừ. Có chứng minh được không? Không ừ. ạ. Không à? Ừ, ờ, ok, không sao. Nhưng mà sau buổi hôm nay thì con cố gắng là con, con cố gắng con xem lại vở ghi nhá xem lại các cái bài, cái phần mà thầy trình bày này này, để sao cho sau buổi hôm nay thì chúng ta sẽ nhớ được tất cả các tính chất và các dấu hiệu đầy đủ của hình bình hành để khi nếu mà các con đã nhớ rồi ý, thì khi chúng ta mà vận dụng vào các bài tập ý, thì nó sẽ thuận lợi hơn rất rất nhiều đấy vậy bài này thầy sẽ chứng minh như thế này nhá thảo nghe thử xem nên là thầy trình bày này liệu con có đồng ý không này tất cả các bạn còn lại cũng nghe này nghe nhá vì là giả thiết cho chúng ta là AB song song với CD nên thầy sẽ nối A với C và thầy được góc A ở đây là thầy gọi tên là A1. Và góc C dưới này thầy gọi tên là C1. Hai góc này có phải là cặp góc ở vị trí là so le trong không? Hà Thảo. Đúng không nhỉ? A1 và C1. Có. Đúng rồi. Ở đây là ở vị trí so le trong, nhưng mà AB và CD lại song song với nhau, đây giả thiết nó cho rất rõ ràng rồi. Nên thầy sẽ suy ra được là A1 bằng C1. Con ok chứ? Được chưa nào? Cả lớp nhất trí không? Vậy bây giờ thầy sẽ xét hai tam giác đó là tam giác 1 là tam giác ABC và tam giác số 2 là tam giác CDA. Vậy hai tam giác này các con có nhìn thấy là có những cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là AB bằng CD. AB bằng DC ở đây, đúng không? Đúng chưa? Thứ hai là góc A1 bằng góc C1. Thứ ba là hai tam giác này có chung cái đoạn AC. Như vậy thầy suy ra tam giác 1 là bằng tam giác 2. Thảo nhận diện giúp cho thầy xem là trường hợp này là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp gì? Ừ, trường hợp uh, cạnh góc cạnh ạ. Đúng rồi, chính xác cạnh góc cạnh. Vậy khi mà hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh rồi thì các con sẽ suy ra được điều gì nhỉ? Có phải là góc này bằng góc này không? Góc này bằng góc này không? Bằng không? Đúng không? Được chưa? đấy là đấy là đấy là góc thế còn thầy hỏi nhá có phải là BC và AD này là cặp cạnh tương ứng bằng nhau có đúng không đúng như nào thế thì bây giờ tứ giác ABCD lại có như sau này cặp cạnh đối AB với CD bằng nhau cặp cạnh đối AD và BC cũng bằng nhau nữa vậy quay trở về dấu hiệu phía trước có phải là ABCD lập tức cũng trở thành là hình bình hành không nào thảo có nhất trí không ạ OK không con? Ừ, có. Rồi OK. Vậy bài này thầy uh, chứng minh miệng thế rồi bây giờ thầy sẽ chứng minh viết nhanh nhá. Cái này thì chứng minh nhanh thật nhanh thôi để chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian chuyển sang phần tiếp theo này. Vậy ta có như sau nhá. Thầy có như sau này. Chứng minh. Giả thiết cho AB song song với CD. Phẩy AB bằng CD. Vì AB song song với CD. Nên ta có góc A1 bằng góc C1. Mở ngoặc. Cặp góc so le trong. cặp góc so le trong. Chính vì là so le trong nên nó bằng nhau. Và vì góc A1 bằng góc C1 rồi nên thầy sẽ đi xét hai tam giác. Trong trường hợp này tên cụ thể của nó là tam giác A, B, Và tam giác à, CDA thì có như sau này. Thứ nhất là AB bằng CD theo giả thiết mở ngoặc ra giả thiết. Thứ hai là góc A1 bằng góc C1 vừa chứng minh xong. Và thứ ba là có chung cạnh AC. Vậy từ hai ba điều này thầy sẽ suy ra được là tam giác ABC và tam giác CDA là hai tam giác bằng nhau. Và theo trường hợp là cạnh góc cạnh Vậy thì hai tam giác này bằng nhau rồi Thầy sẽ suy ra được cặp cạnh tương ứng của chúng bằng nhau Cụ thể trong trường hợp này là suy ra BC sẽ bằng BC sẽ bằng DA Vậy xét tứ giác ABCD Có Hai cặp cạnh đối bằng nhau Đó là AB bằng CD phẩy AD thì lại bằng cả BC nữa Vậy từ hai điều này Chúng ta cũng suy ra được là ABCD là hình bình hành sở dĩ có được điều này chính là theo dấu hiệu nhận biết phía trước chúng ta đã chứng minh xong rồi được chưa nào rồi xin mời các con hoàn thiện vào cho thầy có chưa đến 10 dòng đâu cố gắng lên các bạn đừng 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 cảm thấy là thấy ngại viết vào trong vở nhé mỗi một lần các con trình bày vào trong vở này có nghĩa là các con đang rèn luyện cái khả năng trình bày của mình đấy rồi hoàn thiện đi sau khi hoàn thiện xong chúng ta sẽ chuyển sang bài tập Thảo ơi, từ đầu đến giờ Thảo có viết vào trong vở giúp thầy không đấy? Thanh à, Thảo? Có. Ừ. Đừng đừng có ngại viết nhé. Cái chuyện học xong là chúng ta trình bày lý thuyết vào trong vở, ấy. cái đấy điều đấy là hết sức cần thiết con ạ. <laughs> <laughs> ok các con hoàn thiện đi sau đó là chúng ta sẽ đi vào một bài tập để rèn luyện như sau Thầy sẽ viết đầu bài nhé. Bài số 1. Cho tam giác ABC. Phẩy. M là trung điểm của AB chấm qua M kẻ các đường thẳng song song với BC kẻ các đường thẳng song song với BC cắt AC N tại N phẩy kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB cắt BC tại điểm P. Cắt BC tại điểm P. chấm xuống dòng. Câu A chứng minh rằng các tứ giác PMNP phải MNCP là Hình bình hành chấm xuống dòng câu B. Nối BN phải cắt MP tại điểm Y chấm CM cắt NP tại điểm K chấm xuống dòng chứng minh IK bằng 1 phần tư của BC rồi xin mời các con viết đầu bài vào trong vở sau đó chúng ta vẽ hình và suy nghĩ giải quyết bài này thầy yêu cầu thầy nói luôn với các con lần này lần cuối cùng nhá hôm nay là buổi cuối cùng đấy từ buổi sau tất cả các bạn vào học thì bật cam hết lên cho thầy thầy không đồng ý bất kỳ một bạn nào không bật cam cả còn nếu các con mà học không bật cam lên đấy thầy cho bạn nghỉ luôn đấy đây là lần cuối cùng nhắc nhở đấy viết đầu bài vào trong vở sau đó bắt đầu suy nghĩ đi học hành cho nó nghiêm túc vào bây giờ là lớp 8 mà các con không chịu học đi đến lớp 9 không biết một cái gì đâu mà kiến thức lớp 9 nó phải nặng gấp gần gần 3 lần kiến thức lớp 8 ấy. Đầu bài của chúng ta thầy mục thầy đọc lại như sau. Cho tam giác ABC điểm M là trung điểm của AB. Qua M kẻ các đường thẳng song song với BC cắt AC tại điểm N. Kẻ đường thẳng song song với AC thì cắt BC tại điểm P. Chứng minh rằng câu A là hai tứ giác PMNP và MNCP là hình bình hành. Ý B nối BN cắt MP tại điểm I. Chứng minh Sorry các con không phải chứng minh mà là CM thì cắt NP tại điểm K. Chứng minh rằng là IK thì bằng 1 phần 4 BC. Rồi bài này thì thầy sẽ hỗ trợ các bạn bằng cách thầy sẽ vẽ hình cho các con như sau. Đúng ra là các bạn hoàn toàn có thể chủ động vẽ hình được. Thì bài này chúng ta sẽ vẽ hình như sau nhé đầu tiên là các con vẽ một cái tam giác abc ra trước cứ bình tĩnh thôi giả thiết nó cho mình cái gì thì chúng ta sẽ khai thác từng giả thiết một tam giác abc này được chưa A, B, C. M là trung điểm của đoạn AB, vậy chúng ta sẽ lấy cái điểm M là cái điểm chính giữa của cái đoạn thẳng AB này. Người ta bảo rằng như sau: qua M kẻ một đường thẳng song song với BC. Vậy thì cái đường thẳng mà song song với BC có nghĩa là đi M này này, các con lấy tới kẻ này, kẻ một đường thẳng đi qua M này và song song với BC. Vậy thì nó sẽ cắt cái thằng AC này tại đâu nhỉ? Tại điểm N nhé. Vậy chúng ta sẽ có lên như sau. Đây chính là điểm N của chúng ta này. Rồi xong. Sau đó là cũng qua M kẻ một đường thẳng song song với AC. Vậy thì thầy sẽ kẻ được đường thẳng đó như sau. Đường thẳng này sẽ cắt cái thằng BC tại điểm P. Và đây chính là điểm P của chúng ta. Được chưa? Xong. Chứng minh rằng các tứ giác PMNP là tức là nối thằng này N với P này và MNCP này là hình bình hành. Câu đầu tiên cực kỳ cơ bản. Thầy tạm thời dừng lại chưa vẽ hình câu B tiếp theo bởi vì vẽ lên thì khả năng sẽ làm cho các con bị dối. Vậy ở đây những bạn nào đã làm được câu A này rồi thì giơ tay lên thầy xem nào. Những bạn nào đã làm được câu A rồi, tức là chứng minh hai tứ giác BMP và MNCP này là hai bình hành thì giơ tay lên cho thầy xem. Hiện tại thầy chỉ thấy mỗi bạn Vi Anh thôi. Thảo có chứng minh được câu A không ạ? Thảo có chứng minh được câu A không con? Ờ con đang vẽ hình ạ. Ờ, vẽ hình thì phải tăng tốc độ lên một chút nữa nhé. Các bạn còn lại dành một chút thời gian nhanh để suy nghĩ cho thầy nào. Tại sao hai cái tứ giác B, MNP này và MNCP này là hình bình hành? Thì cái này, ý, kiến thức này thì thực ra thầy nói này là thầy đã dạy cho các bạn không dưới hai lần. Có thể nó phải là 3 đến 4 lần rồi cơ ở đây chúng ta sẽ sử dụng đến một kiến thức đó là đường trung bình trong tam giác thì các con sẽ tận dụng được ngay cái giả thiết này thôi bài này ý, mà tại thời điểm này mà các con không làm được bài này một cách nhanh nhanh về mà trọn vẹn ấy. Có nghĩa là kiến thức của các con vẫn thật sự là chưa tốt đâu. Và nếu mà chưa tốt ấy, thì các con phải lập tức phải nghiêm túc học trở lại ngay. Đừng để đến lúc quá muộn. Thầy nói trước nhá, thầy cảnh cảnh báo trước ấy. Đừng để đến lúc quá muộn. Bách ơi, Bách đã chứng minh được câu A chưa? <laughs> Vẫn cũng đang nghĩ thôi à. Cái này thầy đã dạy cho các bạn trừ các bạn Thảo là chưa được học thầy ra thôi chứ còn tất cả những cái này thầy dạy hết rồi mà. Ở trong bài này thì các con cần phải ghi nhớ đến một cái kiến thức đó là liên quan đến đường trung bình trong tam giác vậy thì đường trung bình là cái gì thì đúng là từ đầu buổi thầy không nhắc lại cái phần đấy thì trước đây thầy đã dạy các con nói thật là không những kỹ mà còn chứng minh đi chứng minh lại rồi vậy thì đường trung bình trong tam giác là cái đường như sau đó là cái đường mà sẽ phải đi qua trung điểm của hai cạnh bên vậy các con nhìn nhé nhìn này tam giác abc này thì có cái điểm m là trung điểm của đoạn ab vậy có phải là hai đoạn này bằng nhau không cả lớp tập trung vào nhìn xem có phải điểm M là trung điểm của đoạn AB nên là AM và BM này bằng nhau đúng không cả lớp nghe tiếp nhá người ta bảo rằng là MN này này thì song song với đáy BC vậy thì khi các con học về đường trung bình trong tam giác ấy thì chúng ta sẽ có được tính chất của đường trung bình như sau nếu một đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh bên và song song với một cạnh của tam giác thì đường thẳng đó sẽ đi qua trung điểm của cạnh còn lại cụ thể trong trường hợp này như sau nếu em mà là trung điểm của ab là trung điểm của ab này mà mn song song với đáy bc vậy từ hai điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ suy ra được điểm n cũng là trung điểm của AB à, là trung điểm của AC, sorry các con cũng là trung điểm của cạnh còn lại và cụ thể trong trường hợp này là trung điểm của cạnh AC vậy thì bây giờ nhá nhìn này M là trung điểm của cạnh bên AB, N là trung điểm của cạnh bên AC vậy MN này lập tức trở thành đường trung bình của tam giác ABC được chưa nào MN là đường trung bình Vậy thì kiến thức về đường trung bình cho chúng ta được như sau. Thứ nhất là đường trung bình sẽ song song với cạnh đáy BC. Và thứ hai là MN sẽ phải bằng 1 phần 2 độ dài của đoạn BC. Thầy xin hỏi cả lớp, bao nhiêu bạn còn nhớ được kiến thức này? Những bạn nào mà nhớ được cái phần thầy vừa nói, giơ tay lên thầy xem nào. Bách có nhớ không? OK, chip có nhớ không? Thảo, duy, bin, Thảo có nhớ được cái phần thầy vừa trình bày này không ạ? Thảo ơi, Thảo có nhớ được kiến thức về đường trung bình không? Không ạ. À. Không ạ. À? Nếu mà con không nhớ thì gặp bài này là con sẽ gặp khoai rồi, con sẽ gặp khó khăn rồi, đúng không? Thực ra bài này nếu mà sử dụng kiến thức đường trung bình ấy, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng làm được câu A đơn giản lắm ấy. Vậy thì thứ nhất là qua buổi học hôm nay này này, thầy ôn tập lại để cho các con thế nào là hình hình hành, định nghĩa, tính chất và các dấu hiệu nhận biết. Thứ hai là thầy sẽ tranh thủ nhắc lại cho các con thế nào là đường trung bình của tam giác. Thì cái này này, để mà nói đúng ra mà để nói, trình bày và chứng minh đầy đủ cho các con ấy, thì kiến thức này nó phải mất cả một buổi cơ, chứ không thể nói trong vòng mấy phút được. Vậy thì sau buổi ngày hôm nay, các con hãy lập tức giở lại sách giáo khoa xem lại giúp cho thầy kiến thức về đường trung bình trong tam giác và đường trung bình trong hình thang được chưa nào. Phải xem lại giúp thầy, xem rồi mà các con vẫn cảm thấy là khó hiểu ấy thì phải hỏi thầy, thầy sẽ chứng minh lại cho các con. Nhưng mà thầy nói thật, thầy nói một cách rất là thật là chia sẻ với các con này. Cái này mà các con không nhớ ấy, thì thật sự là các con rất là phụ công của thầy, thầy nói thật. thầy đã dạy cho các bạn không biết là cẩn thận như thế nào. Thế mà đến bây giờ các con những cái kiến thức như thế này mà con không nhớ được. Thật sự là vừa buồn lại cũng vừa thất vọng nữa. Rồi, vậy cái bài này này, chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Cái câu A này thực tế là không hề khó đâu. Vậy thì thầy sẽ trình bày như sau nhé. Trong trường hợp này thì Thảo thấy nó khó khăn là bởi vì Thảo không nhớ kiến thức về đường trung bình. Vậy thì đường trung bình ở đây này là như sau. Cái điểm M này là trung điểm của đoạn AB. Đây. Là trung điểm của cái đoạn này. Đầu bài nó cho rất rõ ràng rồi, M là trung điểm. MN của chúng ta thì là đường thẳng song song với đáy BC này này, song song với cái thằng bên dưới này này. Vậy thì đường trung bình nó sẽ dẫn đến là chúng ta có một kết quả đó là điểm N này sẽ là trung điểm của cạnh bên AC. Đấy là cái thứ nhất rút ra được từ đường trung bình. Thứ hai là MN sẽ song song với đáy BC và MN này nó còn bằng độ dài của đoạn BC này chia cho hai nữa cơ. Được chưa nào? Vậy thì bài này thầy sẽ trình bày lại như sau nhé. Nhìn này. Xét tam giác ABC Có M là trung điểm Thật sự là các bạn mà nếu các bạn không nhớ được cái kiến thức này thì Thật sự là thầy rất buồn Buồn thật sự luôn đấy M là trung điểm của AB MN thì song song với đáy BC từ hai điều này chúng ta ngoặc nhọn vào và chúng ta đủ điều kiện để suy ra được điểm N là trung điểm của cạnh AC. N sẽ là trung điểm của cạnh AC. Vậy tam giác ABC có MN là đường trung bình. Và chính vì MN là đường trung bình nên ta mới có được là MN sẽ bằng 1 phần 2 của đáy BC. Được chưa nào? MN sẽ bằng 1 phần 2 của đáy BC. <laughs> ta tiếp tục xét tam giác ABC lại một lần nữa. Trong trường hợp này thì thầy sẽ không lấy là cái tam giác ABC này nhìn từ bên trên để xuống dưới nữa. Mà các con tập làm quen nhìn từ cái đỉnh B này. Thì như sau nhé. Tam giác ABC bây giờ thì có điểm M này vẫn là trung điểm của cạnh bên BA. Và MP thì theo giả thiết đó là song song với đáy AC ở đây. Được chưa nào? MP này này Cái thằng màu này này Với thằng này này Thầy cho tô đậm nó lên nhá Cùng là màu đỏ nhá Các con có nhìn thấy hai thằng này này Là đầu bài nó cho là rất rõ ràng rồi Song song với nhau đúng không Thế thì M là trung điểm của cạnh bên BA MP thì lại song song với đáy AC Nên điểm P này Trở thành là trung điểm của BC Được chưa nào Vậy trong trường hợp này ta có như sau. Xét tam giác ABC thì có này, M là trung điểm của BA. Và MP của chúng ta ấy thì song song với AC. Vậy từ hai điều này chúng ta sẽ có thể suy ra được đó là P sẽ là trung điểm của cạnh BC. Thế mà P mà là trung điểm của BC có nghĩa là ta có PP sẽ bằng thằng PC và bằng 1 phần 2 của BC. Được chưa nào? Vì cái điểm P này là trung điểm của BC mà. Cho nên thực tế là hai đoạn này bằng nhau này. Đấy. BP và PC là bằng nhau và cùng bằng một nửa của BC. Vậy đến đây nhá thì chúng ta sẽ đi vào chứng minh cụ thể cái hình bình hình tứ giác. Xét tứ giác PMNP có như sau. Thứ nhất là MN thì song song với PP. Thứ hai là MN còn bằng thằng PP nữa cơ. Vì cùng bằng 1 phần 2 của đáy BC. Được chưa nào? Vậy từ hai điều này, các con nhìn này. Cái thằng MN này, đây. MN đây này và cái thằng BP này này. Đây có phải chính là một cặp cạnh đối của cái tứ giác BMNP này không? Một cặp cạnh đối vừa song song lại vừa bằng nhau. Vậy thì căn cứ theo dấu hiệu nhận biết vừa chứng minh lúc nãy xong. Vậy chúng ta sẽ có được là PMNP này chắc chắn phải là hình bình hành. Được chưa nào? Được chưa? Thảo cho thầy hỏi là cái việc mà thầy vừa chứng minh như thế này này Con có nhớ lại được tí nào về kiến thức không? Hay là con vẫn cảm thấy là nghe nó vẫn khó hiểu hả Thảo Cái việc thầy trình bày lại này một chút này là con có 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 nhớ lại được tí nào về cái phần đường trung bình không? Hay là vẫn không không nhớ được tí nào? Con có nhớ được một tí ạ à, Ok nhớ lại được một chút Vậy thì uh, phải dành thời gian xem lại cái lý thuyết đến một tí Bởi vì thực ra là nếu giả sử thấy biết là con không nhớ ấy, thì thầy sẽ phải dạy lại nhưng mà bây giờ trong buổi học này là chúng ta đang chữa bài tập này thì nếu mà để thầy nói lại cái đấy riêng cho mình con ấy thì là có khi mất hết cả thời gian của cái buổi học rồi cũng chưa kịp làm xong bài này được chưa nào? cho nên cái phần đấy ấy, trước hết là con xem lại lý thuyết xem lại xong mà con không vẫn cảm thấy vẫn chưa thật sự tự tin lắm thì con hỏi riêng thầy thầy chắc chắn là sẽ giải đáp lại cho con cái phần đấy được chưa nào? rồi vậy đến đây nhá tứ giác pmnp này thì có hai điều như sau này cạnh mn và cạnh pp này là đối nhau vừa song song lại vừa bằng nhau vậy đến đây các con ngoặc nhọn và giúp cho thầy và đây chính là một trong các dấu hiệu nhận biết hình bình hành suy ra tứ giác pmnp là hình bình hành và đây chính là theo dấu hiệu nhận biết vừa chứng minh cuối cùng xong đó là dấu hiệu số 5 đúng không đấy thì chứng minh cho các con ấy. Được chưa nào? Bây giờ tiếp tục nhá, xét tứ giác thứ hai. Đó là tứ giác đầu bài yêu cầu đó là xét tứ giác MNCP. MNCP thì có như sau. Nào, xin mời Thảo. Thảo uh, kiểm tra giúp cho thầy xem cái tứ giác MNCP này thì theo con là có được những cái gì rồi? Thầy vừa chứng minh cho cả lớp rồi. Theo con là MNCP này này là hai cái thằng này này. MN đây, ừ. CP đây thì chúng ta có được điều gì nào? Xin mời Thảo. Có MN song song CP. Đúng rồi, song song rồi, chính xác. Nó có bằng luôn cả thằng CP này không nhỉ con nhỉ? Ừ, có. Ạ. Có đây này, chúng ta vừa chứng minh ở dòng trên đây này con này, con nhìn thấy không? Đúng không? Đây này. Đấy. Như vậy thì rõ ràng cái tứ giác MNCP này thì cũng có một cặp cạnh đối là MN và CP vừa song song lại vừa bằng nhau nữa. Chúng ta vừa chứng minh xong ở trên. Vậy đến đây ý, thì gần như là bài toán câu A này đã thành công rồi nhá. Ta có MN này song song với CP. Thứ hai là MN cũng bằng CP nữa, đúng không? Vậy thì vừa song song vừa bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ suy ra được là tứ giác MNCP cũng là hình bình hành. Và cũng theo dấu hiệu nhận biết của nó mà phát hiện ra thôi được chưa nào theo dấu hiệu nhận biết như vậy thầy hỏi lại này cả lớp như vậy ở câu a này thì các con đã hoàn toàn đồng ý với thầy là chúng ta đã chứng minh thành công được hai tứ giác này là hình bình hành chưa ạ rồi ạ rồi ạ nhưng mà phải xem lại lý thuyết đi con nhé đường trung bình mà con quên như thế thì rõ ràng là bây giờ Vi Anh là bạn mà trung gian nhất trả lời cho thầy xem kiến thức về đường trung bình thầy dạy cho các bạn mấy lần rồi nhắc nhở vừa dạy vừa nhắc nhở mấy lần rồi theo con được nhắc mấy lần trên hai lần trên hai lần à con cũng không nhớ tại vấn đề là người ta có con nói thầy con cứ như theo con nhớ lần thứ nhất là lần lần này á nói là nói là trên hai lần thì đúng rồi chuẩn đúng. luôn nhưng mà chắc chắn là không dưới 3 lần thì lần này là lần thứ sáu đây lần thứ sáu à vâng. <laughs> thế để để lúc nào thi cử thì cần đến cái dạng này thì lại hỏi thầy nhá thầy lại nhắc lại cho được không à, à, thế, thế các anh chị lớp 8 ngày xưa thì nhắc lại phần này bao nhiêu lần thầy? không phải vấn đề là nó phụ thuộc vào tùy từng người những bạn nào mà chăm chỉ mà học ngay từ đầu cái lý thuyết này học ngay từ đầu ấy thì thầy tin là chắc chỉ cần nhắc cái lần thứ hai thôi là chắc chắn sẽ nhớ bởi vì cái này nó cũng có cái gì đâu mà cái quan trọng nhất là như thế này này là cái phần này thầy đã chứng minh cho cả lớp cực kỳ đầy đủ cơ mà có phải thầy không chứng minh không thầy chứng minh cho các con là từng trường hợp một mà cả một cái buổi đấy là hơn 2 tiếng hôm đấy là thầy nhớ là khoảng 2 tiếng gần rưỡi hay gần 2 tiếng rưỡi chỉ để chứng minh có mấy cái tính chất của đường trung bình thôi có đúng không mà thầy dành nhiều thời gian như thế có nghĩa là gì có nghĩa là nó rất quan trọng các con ạ à. nó rất quan trọng cho nên ý, ở trong lớp tất cả những bạn nào đã được thầy dạy cái phần này rồi thì các con lập tức xem lại bài giảng và xem lại vở giúp cho thầy thế còn riêng bạn thảo chưa được thầy dạy cái đấy mà bạn Thảo có vẻ cũng không nhớ cái này thật sự là 100% ấy. Thì con phải sắp xếp thời gian ngay. Một cái lúc nào đấy con dỗi, con hỏi thầy, bảo thầy ơi là lúc đi thầy có dỗi không? Thầy trình bày lại cái phần này cho con. Bạn Thảo nhớ chưa nào? Thầy sẽ chứng minh lại đầy đủ phần này cho bạn Thảo. Bạn Thảo nhớ rõ chưa? Vâng ạ. Dạ. Còn nếu mà con cảm thấy là con xem tự xem lại mà hiểu được ấy, không cần thầy thì cũng được như thế là rõ ràng là kiến thức như thế là con vẫn nhớ chẳng qua là lâu quá không dùng thì con quên thôi nhưng nếu mà chẳng may mà không tự lý giải được vì sao thì phải hỏi thầy ngay hiểu chưa rồi như vậy là cái câu a của chúng ta như vậy đã thành công rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý b nhé chúng ta sẽ chuyển sang ý b thì để thầy xem xem đầu bài của ý b này thầy xin hỏi cả lớp là các con đã chữa xong câu A chưa? Cả lớp. Cả lớp đã chữa xong câu A của thầy chưa? Duy Bách pin chip. Không thể, không có có à? Bách chưa xong chưa Bách ơi? Rồi ạ. Đã nhớ lại được đường trung bình chưa? Rồi ạ. Ừ. Ôi cứ thống nhất là đến lúc nào mà các con vào phòng thi ấy, Mà cần đến trợ giúp thì cứ bật zalo lên gọi thầy nhá Đấy còn nếu mà thầy không trả lời ấy, Thì đấy là lúc ấy thầy đang bận Được chưa có <laughs> rồi ạ. Nói đùa chứ đến lúc thi rồi thì còn hỏi han cái gì nữa Nếu mà các con không làm được bài ấy, Thì đấy là các con phải chấp nhận với cái với cái 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 kết quả đấy là bởi vì mình lười hiểu không OK, cái câu B của chúng ta để bây giờ thầy sẽ thầy sẽ sẽ lấy đầu bài nhá để xem xem là câu B của chúng ta là cái gì. Thì thầy kéo lên trên một chút đầu bài của chúng ta câu B này nối B với N cắt thằng MP này tại điểm I vậy chúng ta phải nối P với N này thầy nối này đấy chưa nào thầy nối xong rồi thì nó bảo rằng là hai cái đường này sẽ cắt nhau tại điểm điểm này là điểm điểm này là điểm y đây, y của chúng ta đây rồi ok điểm y còn c với m thì cắt cái thằng np tại điểm k vậy đây chính là điểm k của chúng ta này Được chưa nào? Và người ta yêu cầu chúng ta phải chứng minh được là cái đoạn IK này này, thầy sẽ nối Y với K nhé. Và chứng minh IK này là bằng 1 phần 4 của đoạn BC. Được chưa nào? Thì câu này thực tế là cực kỳ đơn giản. Nói thật là cái bài này thầy nói thật, thầy cho đầu bài xong thầy mới thấy rằng là bài này là sao nó lại lại cơ bản như vậy. Nào, xin mời bạn Thảo thử suy nghĩ giúp cho thầy xem Bây giờ liệu Thảo có chứng minh được giúp thầy là tại sao IK này lại bằng 1 phần 4 của BC không? Cái này thầy gợi ý cho cả lớp nhé Là tiếp tục sử dụng kiến thức về đường trung bình là chắc chắn sẽ thành công Tại sao IK này lại bằng 1 phần 4 của BC nhỉ Thảo nhỉ? Thảo có định hướng gì ở cái câu này không? Thảo ơi, Thảo có ý tưởng gì ở trong cái việc chứng minh IK này bằng một phần tư của đoạn BC không con? Ờ, con chứng minh IK là đường trung bình của tam giác PMN. À, con đọc lại cái tên của tam giác được không? Để thầy nghe thầy rõ lại được nào. Tam giác nào nào? Ừ, tam giác PMN. PMN. À P, P đây đúng con Ý là con P này gì? Là P này? ok, chính xác Rồi, thầy ghi nhận Như vậy là ở trong trường hợp này thì bạn Thảo đã nhận diện được Cái việc là chứng minh IK là đường trung bình của tam giác P, M, N Và thầy sẽ cho cái tam giác này nó hiện màu lên nhé Cho các con dễ dàng nhìn nhận hơn Tam giác này thầy sẽ cho nó màu xanh đi Được chưa nào? Đấy, nó sẽ cho là cái tam giác này này Thế thì tại sao nó lại là đường trung bình của tam giác PMN này? Thì chắc là bạn Thảo đã nhận diện được ra như sau, cả lớp lắng nghe này. BMNP là hình bình hành theo câu A. Cho nên là theo tính chất của hình bình hành thì cái thằng đường chéo MP và đường chéo BN này là sẽ cắt nhau tại Y và Y sẽ là trung điểm của hai đường chéo. Cả lớp có ok với thầy không ạ? Vậy thì Y này sẽ là trung điểm của MP. Cái đấy chắc chắn rồi. Tương tự, điểm K này là giao điểm của hai đường chéo MC và NP của hình bình hành MNCP. Nên điểm K này chính là trung điểm của đường chéo NP. Rất chính xác. Vậy thì xét tam giác PMN có Y là trung điểm của MP, K là trung điểm của NP. Vậy suy ra YK chính là đường trung bình. Mà IK là đường trung bình thì ta sẽ có được điều gì nhỉ các con nhỉ? IK này sẽ phải làm sao? Song song với MN và còn bằng 1 phần 2 độ dài của đoạn MN nữa. Được chưa nào? Mà MN ấy thì lại chính bằng 1 phần 2 BC. Nên IK bằng 1 phần 2 MN tức là bằng 1 phần 4 của BC. Và như vậy bài toán được giải quyết. Rồi, thầy cảm ơn bạn Thảo. Rất chính xác ạ. Vậy bài này nhá Thầy sẽ trình bày bài này như sau. Câu B này những bạn còn lại mà vẫn chưa làm được ấy là là các con phải xem xét lại uh, lại cái uh, kiến thức lại của mình đi nhá. Ta có như sau. Tứ, sorry, hình bình hành PMNP có hai đường chéo MP và BN cắt nhau tại y suy ra y là trung điểm của hai đường chéo nhưng trong trường hợp này thầy chỉ cần chỉ ra một đường chéo mà thôi đó chính là trung điểm của mp được chưa nào thứ hai hình bình hành mncp thì có hai đường chéo Cụ thể là hai đường chéo MC và PN cắt nhau tại điểm K. Vậy thì theo tính chất của hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại một điểm thì điểm K này lập tức trở thành trung điểm của hai đường chéo. Vậy K là trung điểm của PN. Được chưa nào? Xét tam giác PMN có Y là trung điểm Y là trung điểm của cạnh MP K là trung điểm của PN Vậy từ hai điều này chúng ta sẽ kết luận được là đường nối hai đường trung điểm này này sẽ chính là đường trung bình của tam giác các con nhé. Suy ra IK là đường trung bình của tam giác MPN hay là tam giác PMN tùy các con viết thứ thay đổi thứ tự cũng không sao cả. Vậy IK là đường trung bình của tam giác PMN. Vì nó là đường trung bình nên IK sẽ phải bằng 1 phần 2 của cạnh đáy còn lại chính là thằng MN. Vậy bằng 1 phần 2 của MN. Xuống dòng mà MN thì bằng 1 phần 2 của BC. Vậy từ đây chúng ta suy ra được IK bằng 1 phần 2 của MN và tức là bằng 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 nữa của BC. Và đương nhiên chúng ta sẽ thu được kết quả là bằng 1 phần 4 của BC. Được chưa nào? Vậy thì đến đây là xong rồi. Đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta các con nhé. Vậy MN bằng Sorry các con. IK của chúng ta bằng 1 phần 4 của BC. Và đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi, vậy câu B của chúng ta thực ra là cũng rất là cơ bản thôi. Sau buổi ngày hôm nay nhá, hôm nay là thứ ba. Có thể là thầy chưa gửi bài tập ngay, nhưng chắc chắn là từ giờ đến sáng mai thầy sẽ gửi bài tập. Thầy yêu cầu tất cả lớp phải làm bài tập lần này cho thầy. Bạn nào mà lần tới, hôm nay là thứ ba nhá. Thì đến tối thứ bảy là buổi học tiếp theo mà đến tối thứ bảy này Mà các bạn không nộp bài tập ấy Thì thầy xin phép là bạn ấy nghỉ luôn Tuyên bố trước cả lớp luôn nhá Thầy đồng ý là thầy giao cho các con khoảng 3 bài Các con có thể được phép làm một bài rưỡi là tối thiểu Nhớ nhá Tối thiểu là một bài rưỡi còn bạn nào 3 bài mà chỉ làm một câu hoặc hai câu của một bài thôi ấy thì cái buổi thứ bảy đấy cũng không cần học nữa nhá được chưa nào Lần này thầy chắc chắn sẽ cho bài mức độ rất là bình thường thôi, cơ bản. Mà từ giờ trở đi mà không học nghiêm túc ấy thì thôi cũng không cần phải tham gia lớp nữa. Nhớ đấy. Cả lớp đã chữa xong bài đầy đủ chưa? Rồi ạ. Ok. Pin, back, chip xong hết chưa? Nhớ nhá, thầy đã tuyên bố rồi nhá. Thầy đã gửi hẳn tâm thư lên trên group rồi đấy. Nếu mà các con mà không không thực hiện đúng theo cái 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 cái, cái nguyên tắc và kỷ luật của lớp học như thế thì thật sự là thôi, chúng ta tạm thời dừng lại không học với nhau nữa. Được chưa nào? Nói đơn giản là như thế thôi. Rồi, ok. Bây giờ cũng là 10 giờ rồi. Chúng ta sẽ tạm thời dừng buổi học ở tại đây được chưa nào chắc chắn là thầy từ ạ. ok chắc chắn là từ giờ đến mai thầy sẽ gửi bài tập lần này thầy hy vọng là không bạn nào không làm được bài tập và để đến mức độ là phải nghỉ học nhá được chưa nào thầy ạ. Okay. rồi thầy chào tất cả các con hẹn gặp lại các con vào buổi học của tối thứ bảy được chưa nào